trường 2926 vì nàng vứt bỏ toàn thế giới thì đã sao hai. Ngồi, thản nhiên Tả lão gia tử đối quân Lâm Uyên làm một cái mời tư thế. Mà giờ phút này, viện môn ngoại, mọi người đều chạy đến. Nhìn đến trước mắt này hài hòa an tĩnh một màn, Tả phủ bọn họ dẫn theo tâm mới rơi xuống. Có lão gia tử ra mặt, xem ra lần này sự tình có thể nhẹ nhàng giải quyết. Tả phụ âm thầm chừng mắt nhìn tả thanh loan liếc mắt một cái, cái này nữ nhi thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi. Quân điện hạ không có ngồi, trong tay hắn chu thiên kiếm, kiếm chỉ tả lão gia tử. Tả thành phong, tới chiến đi. Sở hữu cố làm ra vẻ đối hắn cũng chưa dùng. Hắn sở dĩ tới tìm tả thành phong là bởi vì hắn rõ ràng biết quang diệt tả thanh loan vô dụng. Phượng vũ huyết mạch là phượng hoàng thần huyết một chuyện làm người trong thiên hạ thèm nhỏ rãi, ai không điềm tiểu tâm tư chính cái gọi là không chiếm được liền hủy những cái đó gia tộc thế lực sẽ làm chuyện gì tới quân lâm uyên dùng ngón chân đầu đều tưởng đến cho nên hắn tìm tới tả thành phong tả ra lão gia tử hắn yêu cầu tìm một người tới giết gà dọa khỉ quân lâm uyên tâm tư tàng quá sâu lại sẽ não bổ trừ bỏ hắn bên người phong quản gia những người khác thật đúng là đoán không được tả thành phong cũng đoán không được ở hắn xem ra, bất quá là nho nhỏ nữ tử chi tranh thôi, phóng nhãn thiên hạ cách cục bọn họ những người này, ai sẽ để ý cái này. Nhưng cố tình, quân lâm nguyên đem phượng vũ trở thành so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng bảo. Tả thành phong khoan thai, nhàn nhàn nhìn quân lâm nguyên, điện hạ, người trẻ tuổi, hỏa khí không cần như vậy đại sao. Quân lâm nguyên cười lạnh, tả thành phong, ta, quân lâm nguyên. Hướng người khiêu chiến, tuyệt thế cường giả chi gian khiêu chiến tư một chút, này liền tuyệt không phải nói giỡn sự đây là phi thường nghiêm túc sự tình cho nên tả lão gia từ kia bưng chung trả tay hơi hơi một đốn hắn ngước mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn quân lâm uyên liếc mắt một cái quân lâm uyên người nghiêm túc quân lâm uyên đúng vậy tả thành phong vì sao quân lâm uyên giết gà dọa khỉ đơn giản bốn chữ lại thiếu chút nữa không đem tả gia vị này lão gia từ cấp khí cái ngưỡng đảo bất quá tả thành phong người như vậy khôn khéo lõi đời thực lực lại cường cho nên hắn đầu óc thực mau liền truyền qua cong tới hắn tự hồ suy nghĩ cẩn thận quân lâm uyên vì sao chấp nhất với chuyện này tả thành phong nhíu mày bởi vì nàng quân lâm uyên không có phủ nhận bởi vì nàng cũng không biết sao lại thế này quân điện hạ hiện tại ở người khác trước mặt thừa nhận lên đã không hề cảm thấy thẹn cảm chính là đối mặt phượng vũ hắn nội tâm vẫn là ngượng ngùng đại nam hài tả thành phong đem chung trả buông hắn là thật sự không hiểu quân lâm uyên chúng ta tu luyện giả phân đại tân sinh trung sinh đại lão sinh đại cùng cổ sinh đại Tả Thành Phong nhìn chằm chằm Quân Lâm Uyên, ánh mắt u lãnh nghiêm túc. Ngươi tuổi là đại tân sinh, nhưng thực lực của ngươi đã có thể cùng chúng ta này đó lão sinh đại lão gia hỏa so sánh. Tả phủ, Quân Võ Đế, Phượng Diễm Phong này đó, đều thuộc về trung sinh đại, Quân Lâm Uyên sớm đã siêu việt này một thế hệ. Tả Thành Phong thành tâm thành ý hỏi Quân Lâm Uyên, giống chúng ta như vậy tuyệt sẽ chết cường giả, Quân Võ Đế quốc đã tìm không ra nhiều ít, hai tay chỉ đều có thể số xong lão phu thật sự không nghĩ ra bởi vì một cái nho nhỏ nha đầu cùng ta tả ra bên ngoài thượng xé rách mặt thật sự đáng giá cả thành phong quân lâm uyên chém đinh chặt sắt một câu vì nàng vứt bỏ toàn thế giới thì đã sao đáng tiếc những lời này quân lâm uyên cũng chỉ bên trái thành phong trước mặt nói phượng vũ cũng không biết phong tầm bọn họ đều bị ngăn ở sân kết giới bên ngoài bọn họ chỉ có thể nhìn đến người này động tác lại nghe không thấy bọn họ đối thoại cho nên thực đáng tiếc quân điện hạ cho thấy cõi lòng nói, chú định là truyền không ra đi. Tiểu làm làm sẽ chỉ ở người khác trước mặt nói lời cợt nhà tâm hào mệt tấu chương xong. Trường 2927 uy hiếp thiên hạ sở hữu mơ ước phượng hoàng thần huyết người ba. Tả thành phong tựa hồ không nghĩ tới quân lâm nguyên sẽ cho hắn một cái như vậy đáp án hắn lão nhân ra giật mình ở kia, hồi lâu giống hắn như vậy cao thủ chơi cờ, mắt đều là một thành một hồ. Động bất động chính là lợi ích của gia tộc ngàn năm truyền thừa. Tư tình nhi nữ, đó là thứ gì, đáng giá như thế, tả thành phong thật đáng tiếc nhìn quân lâm uyên, quân điện hạ ý tứ là muốn bắt ta tả thành phong tế cờ. Uy hiếp thiên hạ sở hữu mơ ước vượng hoàng thần huyết người. Quân điện hạ cũng không phủ nhận, Tả Thành Phong cười khổ ta nguyên còn tưởng rằng Điện Hạ sẽ cùng Thanh Loan thành thân, chúng ta hai nhà còn có thể kết thân ra đâu. Quân Điện Hạ lười đến nghe hắn vô nghĩa. Tả Thành Phong không nghĩ tới quân Điện Hạ sẽ vì một tiểu nha đầu làm được như thế nông nỗi, làm người kinh ngạc cảm thán. Quân Lâm Uyên trong tay kiếm hơi hơi vừa động. Hai người chi gian tuy rằng còn không có chiến, nhưng tận trời chiến ý tràn ngập ở bọn họ chi gian. Này thuộc về siêu cường giả chi gian chiến đấu, người thường căn bản xem không hiểu vẫn luôn đứng ở bên ngoài tả thanh loan nàng nhìn tả lão gia tử cùng quân lâm nguyên đối thoại tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì bỗng nhiên nàng đôi mắt sáng ngời nàng rốt cuộc nhớ tới cái gì tới nàng rốt cuộc minh bạch lão gia tử câu kia chưa nói xong nói là có ý tứ gì ở học viện bị phượng vũ đả kích sau chính mình bi thương phẫn nộ hướng trở về cái thứ nhất tìm chính là lão gia tử lúc ấy lão gia tử xem chính mình ánh mắt thực thất vọng hắn nói tả thanh loan ngươi về sau không cần lại đến nhưng hắn phía trước còn nói quá một câu hắn nói tả thanh loan một cái phượng hoàng thần huyết là có thể làm ngươi thất thố đến tận đây sao hắn nói còn không phải là phượng hoàng thần huyết sao nàng có thể có được bao lâu lúc ấy tả thanh loan lâm vào đến tự oán tự ngài cảm xúc chung không có phát hiện nhưng hiện tại nàng nháy mắt suy nghĩ cẩn thận lão ra từ thất vọng không phải nàng phượng hoàng thật huyết không bằng phượng vũ mà là nàng tâm cảnh nàng không nên tự oán tự ngại, nàng không nên khống chế không được chính mình cảm xúc. Phượng Hoàng thần huyết lại như thế nào? Năm năm trước có thể đem Phượng Vũ Phượng Hoàng thật huyết hủy hoại. Năm năm sau chẳng lẽ liền không được sao? Có lẽ còn có thể đem Phượng Hoàng thần huyết nhổ chồng đến chính mình trên người tả thanh loan càng nghĩ càng kích động. Các người những người này như vậy lợi thế, nhìn Phượng Vũ là Phượng Hoàng thần huyết liền đều đi lựa chọn nàng, lấy lòng nàng, nhưng một ngày kia ta thành Phượng Hoàng thần huyết đâu. Tả Thanh Loan kích động trong lồng ngực kia trái tim hừng hực tiêu đốt. Quân Điện Hạ trước kia đối Phượng Vũ cũng chỉ là giống nhau, nhưng là từ Tuôn Ra Phượng Hoàng Thần huyết sau Quân Điện Hạ đối Phượng Vũ liền thân thiện đi lên. Nói cách khác Quân Điện Hạ cũng không phải thích Phượng Vũ mà chỉ là thích trên người nàng Phượng Hoàng Thần huyết. Nếu Phượng Hoàng Thần huyết nhổ chồng đến chính mình trên người ngẫm lại đều làm người nổi điên a. Mà giờ phút này trong viện hai người lại chợt không thấy bóng dáng, bọn họ người đâu? bọn họ người chỗ nào vậy? Tả Thanh Loan phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện trong viện rỗng tích bọn họ đều bị kết giới ngăn ở sân bên ngoài, cũng tiến không quá đi. Tả phụ tự hồ thực kích động, hắn run rẩy thanh âm nói. Bọn họ, bay lên thiên. Nhân gian chiến đấu, đã vô pháp làm cho bọn họ ti triển. Cho nên siêu cường giả cùng siêu cường giả, bay đến giữa không trung quyết chiến. Gia Gia cùng quân điện hạ. Gia Gia này không phải khi dễ người sao. Quân điện hạ là đại tân sinh ra ra là lão sinh đại bọn họ đánh này không công bằng a à. Tả thanh loan đối quân lâm uyên thích là thật sự lưu luyến si mê thành cuồng nàng cho chính mình tìm một cái quân lâm uyên thích phượng vũ phượng hoàng thần huyết lấy cớ lừa mình dối người sau lại bắt đầu đúng lý hợp tình dây dưa hán tấu chương xong chương hai nghìn chín trăm hai mươi tám tiệt thế vô song thiếu niên 4. Tả phụ trừng mắt nhìn tả thanh loan liếc mắt một cái tức giận nói, điện hạ tuy rằng là đại tân sinh, nhưng thực lực đã được đến lão sinh đại tán thành, luận bàn luận bàn cũng sẽ không như thế nào. Kỳ thật tả phụ đối quân lâm uyên nội tâm cũng là khó chịu. Đường đường thái tử điện hạ, rút kiếm vọt vào tả ra, không chỉ có chọc phá bọn họ sở hữu ảo tưởng, còn kêu đánh kêu giết. Hiện tại hắn không biết trời cao đất dày chạy tới khiêu chiến lão gia tử. Là nên làm hắn ăn chút giáo huấn. Thua. Tả Minh cũng không từng suy xét quá phụ thân hắn sẽ thua khả năng tính. Giống tả lão gia tử này đó lão sinh đại, đều là trải qua quá lớn lãng đào xa, năm tháng lễ rửa tội. Thời gian lắng động lại sau, cuối cùng sống sót nhân vật. Này đó các lão nhân không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là thực lực của bọn họ, không phải đại tân sinh quân Lâm Uyên, có thể so sánh quân điện hạ xác thật thiên phú chắc tuyệt nhưng muốn đánh quá này đó mấy lão gia hỏa liền không phải hiện tại hắn có thể làm được sự. Hắn còn có thời gian lắng động lại, tả minh lời thể son sắt nói. Phong tầm cùng huyền dịch hai người liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên lo âu chi sắc. Quân lâm uyên tên ngốc này, hắn làm gì đột nhiên tới khiêu chiến tả gia vị kia khủng bố tồn tại. Liền tính thật sự muốn đánh vì cái gì không đợi một hai năm lúc sau. Chờ hắn lại trưởng thành lên một ít đâu liền ở tất cả mọi người nôn nóng không thôi thời điểm ầm 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 không trung tựa hồ bị xé rách một khối một đạo hắc ảnh từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống xuống dưới quân lão đại phong tẩm một cái hô to ra tiếng phanh hắc ảnh rơi xuống tốc độ quá nhanh ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đã thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt tạp ra một cái khổ đại động hố bụi đất phi dương lại bởi vì là ở ban đêm cho nên mọi người tầm mắt đều có chút thấy không rõ lắm Kết giới không biết khi nào đã tùng Bị ngăn ở bên ngoài người rốt cuộc có thể vào được. Phong tầm đẩy ra rào che môn, điên cuồng hướng động hố chạy như bay mà đi. Quân lão đại, quân lão đại ngươi không sao chứ. Liền ở phong tầm muốn nhảy vào kia động hố khi, một đạo linh tu thân ảnh tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Lại thấy hắn, một bộ áo đen, không dính bụi trần. Góc áo theo gió rơ lên, càng hiện lỗi là không kềm chế được thiếu niên kia tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan thượng hay chẳng mắt đen nhánh như mực lại như trong trời đêm nhất lóe sáng tinh. Trong tay hắn chu thiên kiếm, kiếm chỉ động hố, mũi kiếm thình lình có vết máu. Màu đỏ tươi huyết hạt châu theo mũi kiếm, một giọt một giọt lăn xuống mặt đất, hoàn toàn đi vào bụi đất. Phong tầm trong miệng kia còn không có hô lên tới nửa câu lời nói, tức khắc ngừng ở kia. Quân, quân lão đại, phong tầm cả người đều là ngốc, quân lão đại không có việc gì. Kia nằm ở động hố người kia chẳng phải chính là khiếp sợ làm sao ngăn phong tầm? tả ra cha con mới là ở đây nhất khiếp sợ người. bọn họ mở to hai mắt khó có thể tin đôi mắt nhìn quân Lâm Uyên. thiếu niên mặt mày thập phần tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, ngọc dung phong tiền nổi bật bất phàm, chính là ngươi Tu Vi như thế nào cũng kia chính là bọn họ tả ra lão gia tử. tả ra, kình thiên trụ a, tả phụ luống cuống, hắn hai chân mềm nhũn quỳ dập xuống đất tả thanh loan thân mình ngơ ngẩn sững sờ ở tại chỗ nàng lấy làm tự hào chỗ dựa liền như vậy bị quân lâm uyên chặt đứt nàng thân mình muốn nói lại thôi đầu óc trống rỗng cả người đều ở vào mờ mịt trạng thái quân lâm uyên tự sẽ không liếc nhìn nàng một cái hắn chỉ nhìn chằm chằm kia cửa động cười lạnh một tiếng tả thành phong ước định tốt sự ngươi dám đổi ý thử xem nói xong quân lâm uyên chấp kiếm rời đi quân lâm uyên rời khỏi sau ở đây một mảnh yên tĩnh không tiếng động động hố, một đạo giả nua thân ảnh, rốt cuộc chậm rãi bỏ ra tới tấu chương xong. mươi 2929 đến từ tả thành phong mặt bên khen nam. Giờ phút này hắn, bộ mặt có một nửa bị liệt hỏa tưới trước quá, biến thành đen nhánh sắc, mặt khác một nửa vẫn là bình thường màu da, cả người coi trọng lộ ra một cổ âm trầm khủng bố. Phóc, tả thành phong bắt đầu hộc máu, một ngụm lại một ngụm tựa hồ muốn đem sở hữu máu phun hết. Phụ thân, ra ra, tả minh cùng tả thanh loan tả hữu đỡ tả thành phong trong mắt tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Thiên A đây chính là bọn họ tả gia định hải thần châm A hiện tại làm sao bây giờ? Tả thanh loan trước sở hữu hoảng loạn. Ra ra, sao lại thế này, quân điện hạ hắn là quân điện hạ bị thương ngươi sao? Tả thanh loan thật sự là không dám hỏi. Bởi vì nàng không dám biết đáp án tả thành phong có lẽ có khác khuyết điểm nhưng ưu điểm cũng được rõ ràng hắn không thích nói dối cho nên hắn che lại ngược vị trí cường trống ngồi xuống sau gật đầu xác định thiên thật là quân lâm uyên thế nhưng thật là hắn tả thanh loan nắm chặt nắm tay không biết là kinh là thương vẫn là hì tả minh nhìn phụ thân như thế chật vật nước mắt đều mau ra đây Phụ thân, ngài thực lực như vậy khủng bố, Quân Lâm Uyên cư nhiên có thể thương ngài đến tận đây, như vậy hắn đâu thực lực của hắn, hiện tại rốt cuộc đến tình trạng gì? Tả Thanh Loan cũng nghiêm túc nhìn Tả Thành Phong. Vấn đề này, sợ là trên đời vô số người đều muốn biết rồi lại không thể hiểu hết. Bởi vì Quân Lâm Uyên quá cao thâm khó đoán, sâu không thấy đáy tả thành phong dựa nghiêng trên trên ghế nằm hít sâu một hơi mới nói một năm trước quân lâm uyên lão phu tự tin có thể đánh bại hắn không nghĩ tới ngắn ngủn một năm thời gian hắn tu vi tinh tiến như thế nhiều tả thành phong lẩm bẩm tự nói không nên a à, hắn phía trước tiến bộ liền rất mau ấn những cái đó lão nhân cách nói hắn nhanh chóng tăng trưởng tiềm lực đã hết kế tiếp nên tiến vào vững vàng bay lên kỳ nhưng hắn hiện tại nơi nào là vững vàng bay lên kỳ này mẹ nó là nhảy trời cao a à. khụ 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 tả thành phong kích động dưới lại bắt đầu kịch liệt ho khan lần này hắn bị quân lâm uyên thương thật sự quá thảm nhiều ít năm không đánh quá như vậy giá nhiều năm trước không chịu quá như vậy bị thương cho nên ra ra quân điện hạ hiện tại thực lực đã so ngài tả thanh loan trong lòng cũng không biết là hỉ vẫn là yêu hỉ chính là nàng xem người ánh mắt thật chuẩn nhìn chúng quân lâm uyên quân lâm uyên quả nhiên không có làm nàng thất vọng yêu chính là nàng hiện tại còn không có đoạt được phượng hoàng thần huyết, quân điện hạ còn không có thích nàng. Tả Thành Phong ngẩng đầu, quái gì ánh mắt nhìn Tả Thanh Loan. Hắn lão nhân ra thật dài, thở dài, đối Tả Thanh Loan nói ba chữ, buông đi. a à, Tả Thanh Loan có chút không nghe hiểu, nhưng trong lòng lại lột bộp một chút. Tả Thành Phong, hắn thích chính là Phượng Vũ, không phải ngươi có thể bức quân lâm uyên nói ra vì nàng vứt bỏ toàn thế giới thì đã sao nói như vậy có thể thấy được kia cô nương ở quân lâm uyên trong lòng vị trí kia cần thiết đến là lớn lên ở đầu quả tim thường nhưng là tả thanh loan lại bị tả thành phong những lời này cấp kinh sở nàng đột nhiên đứng lên ánh mắt gắt gao chừng mắt tả thành phong ra ra quân điện hạ không phải thích phượng vũ hắn thích chính là phượng vũ phượng hoàng thần huyết ra ra cầu xin ngài ngài giúp giúp cháu gái đi năm năm trước sự chúng ta lại làm một lần được không chúng ta đem nàng phượng hoàng thần huyết hủy hoại như vậy cũng chỉ có ta một cái phượng hoàng thật huyết nếu có thể nói chúng ta đem phượng vũ trên người phượng hoàng thật huyết nhổ chồng đến ta trên người như vậy ta chẳng phải chính là phượng hoàng thần huyết sao đối ngoại cũng hảo a à. liền cho phép nàng phượng vũ có thể biến dị thành phượng hoàng thần huyết dựa vào cái gì ta liền không thể tấu chương xong Trương 2930 Quân Lâm Uyên thích chính là Phượng Vũ mà không phải ngươi. Sáu. Gia gia, ngươi giúp giúp ta a, à. gia gia, giúp ta cũng là ở giúp chúng ta tả ra a. À. Gia gia, chẳng lẽ ngài không hy vọng Quân Lâm Uyên như vậy xuất sắc thiếu niên trở thành ngài tôn nữ tế sao? Gia gia phụ thân, ngài cùng gia gia nói nói a, à. Tả Thanh Loan thấy Tả Minh còn thất thần, vì thế ra tiếng nhắc nhở. Tả Minh nhìn Tả Thành Phong, phụ thân nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tả Thành Phong đánh gãy. Giờ phút này một nửa mặt cháy đen Tả Thành Phong, nào còn có nguyên lai khí định thần nhàn. Nguyên bản hắn chính là ngồi ở kia một bên uống trà, một bên đối quân lâm nguyên mạn cười, mà hiện tại thủ hạ bại tướng mà thôi. Phía trước hắn có bao nhiêu lão thần khắp nơi, hiện tại cái mặt già này đã bị đánh có bao nhiêu thảm. Tả Thanh Loan Tả Thành Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tả Thanh Loan, sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng với ngưng trọng. Kế tiếp lời nói của ta, ta hy vọng ngươi có thể nghe rõ. Hơn nữa nhớ kỹ, không chỉ là ghi tạc trong đầu còn muốn khắc ở trong lòng. Quân Lâm Uyên thích chính là Phượng Vũ, mà không phải ngươi. Quân Lâm Uyên sở dĩ chọn ngươi ra ra ta động thủ, hắn nói, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Tả Thành Phong ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tả Thanh Loan, Vị này lão gia từ ngày thường thoạt nhìn nhẹ nhàng, tức giận thời điểm cũng tựa hồ thực hòa khí, nhưng là hiện tại lại lộ ra đầy ngập âm quỷ phẫn nộ Thù hận phẫn nổ ở hắn trong lồng ngực thiêu đốt, cũng không có bị quân lâm uyên đánh không có, chỉ là che giấu càng sâu mà thôi. Ngươi biết cái gì kêu giết gà dọa khỉ sao? Tả Thành Phong hỏi Tả Thanh Loan. Tả Thanh Loan lắc đầu. Tả Thành Phong rất có kiên nhẫn nói, ta nói cho ngươi vì cái gì kêu giết gà dọa khỉ hiện tại thiên hạ vô số người mơ ước phượng vũ phượng hoàng thần huyết quân lâm uyên chọn chúng ngươi ra ra ta tới đánh chỉ cần đem ta đánh tiếp như vậy thiên hạ những người khác còn dám động phượng hoàng kia phượng hoàng thần huyết sao tả thanh loan trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên nàng một bên nghe một bên lắc đầu nàng là sẽ không tin tả thành phong để sát vào tả thanh loan biết quân lâm uyên vì sao có đơn chọn lựa ngươi ra ra ta sao tả thanh loan lắc đầu Tả Thành Phong, hắn tám phần đã biết năm năm trước nhà của chúng ta đối phượng Vũ làm sự, chỉ là hắn lười đến tìm chứng cứ mà thôi. Ấn Trinh hắn nói, năm năm trước hắn còn không có thích Phượng Vũ, cho nên người khác đối nàng như thế nào, đó là nàng chính mình vận mệnh, nàng chính mình chúa tể. Hiện tại cùng với tương lai Phượng Vũ có hắn thích tự nhiên là hắn che chở ai dám động một cây lông tơ, xét nhà diệt tộc. Tả thành phong tấm tắc ra tiếng, đường đường quân lâm uyên. Lại lâm vào nhi nữ tình trường, không tiền đồ tả thanh loan cả người đều là ngốc. Nàng hai hàng thanh lệ cuồn cuộn mà rơi. Không phải thật sự, không phải thật sự. Nàng không tin, nàng tuyệt không tin tưởng. Quân lâm uyên, nếu không chiếm được ngươi, ngô thà chết. Tả thanh loan nắm chặt nắm tay, nói cái gì đều nghe không vào. Tả thành phong liếc nhìn nàng một cái, biết nàng trong khoảng thời gian ngắn nghe không vào liền đối với tả minh nói, ta đã an bài hảo, hiện tại bắt đầu, liền đem nàng đưa đến hòa bình thảo nguyên đi, tin tưởng nơi đó chiến hỏa, có thể ma diệt nàng trong lòng lửa giận. Nếu là có thể mày ra một thanh tiệt thế hảo kiếm tới, ta tả ra, còn có cuộc khởi ngay. Nói xong, tả thành phong vung tay lên, một đạo hắc ảnh tự trong bóng đêm đi ra, tả thành phong đối hắn gật gật đầu, hắc ảnh lập tức đem tả thanh loan kẹp ở dưới nách mấy cái túng nhảy lên nhảy. Nháy mắt biến mất tại chỗ. Tả Thanh Loan giãy dụa thanh âm không ngừng truyền đến, "Ra ra, buông ta ra." "Ra ra, ta không cần đi hòa bình thảo nguyên. Ra ra, ta biết sai rồi, ta muốn ở Đế Đô, chỉ có nơi này mới có quân điện hả?" "Ra ra, ngủ ngon an tiểu khả ái nhóm ngày mai giữa trưa 12 giờ còn có 2 chương Nga Tấu chương xong." Chương 2931 thích khẳng định là thích vui cũng khẳng định là vui. Chính là nàng càng kêu kia đạo bóng đen biến mất càng nhanh, mấy cái lên xuống gian đã không thấy tam hơi bóng dáng. Tả thanh loan rời đi sau, tả thành phong nhìn chầm chầm tả minh, gần từng chữ một nói, về sau. Tả ra thu liễm một ít tiết không thể lại trương dương tùy ý, tả minh trong miệng xưng là. Nhưng kỳ thật trong lòng lại không cho là đúng. Phụ thân chỉ là đánh không lại quân lâm uyên mà thôi, đối phó người khác dễ như chờ bàn tay. Tả thành phong lại cười khổ, ngươi không biết siêu cường giả chi gian chiến đấu siêu cường giả nhóm chỉ cần tưởng cảm ứng là có thể cảm ứng được vừa rồi hắn cùng quân lâm uyên một trận chiến tuy rằng đánh không bao lâu nhưng nên biết đến người đã biết những cái đó thế ra lão sinh đại trung sớm đã biết hắn không bằng quân lâm uyên sự bọn họ sẽ tự ước thúc gia tộc của chính mình môn nhân không thể đắc tội quân lâm uyên không được mơ ước quân lâm uyên phượng hoàng thần huyết về sau Phượng Vũ sẽ ít đi rất nhiều cường đại thế lực bởi vì mơ ước Phượng Hoàng thần huyết mà mang đến phiền toái. Nhưng cũng bởi vậy, bại lộ ra quân Lâm Uyên lớn nhất nhược điểm, đó chính là. Quân Lâm Uyên đã chịu một trường, hay là ngươi thật sự một chút đều chưa từng bị thương. Lão Phu chính là không tin. Tả Thành Phong vuốt cầm, ủy quyệt cười lạnh một tiếng. Mà giờ phút này, đi ra tả ra quân Lâm Uyên đi tuốt đàng trước mặt. Quân Lão Đại, quân Lão Đại. Quân Lâm Nguyên một hơi đi đến phủ đệ. Phòng tu luyện nổi, qua rốt cuộc nhịn không được một ngụm máu tì ói mửa ra tới. Kia Trương Ngọc Dung phong tuyển tuấn nhan thượng, đỉnh mày nhíu chặt. Phòng quản gia không ở, hắn bị quân võ đế triệu đi qua, nếu không tối nay cũng không đến mức không có đi theo quân Lâm Uyên bên người. Ngự tư phòng, quân võ đế triệu phong quản gia qua đi. Quân võ đế nhìn thấy phong quản gia ánh mắt đầu tiên chính là oán giận lão phong a à, người như thế nào mang tiểu tử thúi hắn bây giờ còn có một chút thái tử bộ dáng sao a à, phong quản gia bệ hạ hắn giống ngài quân võ đế sở hữu khí đều bị nghẹn đi trở về quân võ đế chừng mắt phong quản gia bất đắc dĩ nặng nề mà thở dài lôi kéo phong quản gia ngồi ở bậc thang tiểu phượng vũ sự ngươi đã biết đi phong quản gia gật đầu quân võ đế kia hắn rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ thích vẫn là không thích vui vẫn là không vui cấp cái lời chắc chắn a à. phòng quản gia thích khẳng định là thích vui cũng khẳng định là vui quân võ đế tức khắc đôi mắt đại lượng một trường chụp ở mạ vàng lan can thường tích không phải thành trẫm hiện tại liền đi viết chỉ hôn thánh chỉ quân võ đế hưng phấn khó nhịn đương nhiên bọn họ từ nhỏ liền có hôn ước chính là ở không ít người xem ra bọn họ là lui quá thân bị từ hôn cô nương sẽ bị người xem nhẹ không được không được cũng không thể làm nhà ta tiểu a vũ bị người xem nhẹ trẫm tối hôm qua thượng đã đánh cả đêm nghĩ sẵn trong đầu chờ hạ viết ra tới phi đem tiểu a vũ khen đến bầu trời đi hừ trẫm xem ai dám phản đối phong quản gia vô ngữ nhìn quân võ đế quân võ đế như thế nào không được phong quản gia ngày này phong chỉ hôn thánh chỉ sợ là một chốc phát không nổi nữa quân võ đế ngươi không phải nói hắn thích sao, hắn vui sao, này còn có gì tật xấu. Phòng quản gia vô ngữ nhìn quân võ đế, bệ hạ, ngài lại không phải không biết ngài ra thái tử tính tình. Quân võ đế vừa nghe, tức khắc đen mặt, hắn ninh ba điểm, rốt cuộc ở nơi nào A tiểu A vũ hiện tại chính là vượng hoàng thần huyết. Thần huyết A, lại không đoạt liền tới không kịp lạp. Người biết không, chậm hôm nay đã được đến tin tức quân võ đế đem thật dày một chồng, chừng nửa người cao quyền sách ném đến phong quản gia trước mặt cầu hạ phiếu phiếu nha tấu trương xong. Trường 2932 tuyệt diệu chủ ý. Đây là các đại thế gia, lợi thế nhóm vận hướng đế đô xính lễ. Bọn họ đây là đều phải tới đế đô cầu thú tiểu A vũ A. Chậm như thế nào có thể an tâm đâu rốt cuộc ngươi phải biết rằng tiểu a vũ nhưng không nhiều thích nhà của chúng ta quân 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 võ đế rốt cuộc nói lời nói thật phong quản gia cũng nhận mệnh gật đầu hiện tại rõ ràng là quân điện hạ thích phượng tiểu vũ nhiều quá phượng tiểu vũ thích quân điện hạ thích nhiều người thuộc về hạ phong thích ít người muốn làm gì thì làm cho nên hắn ninh ba điểm rốt cuộc là ở đâu a à? ngươi đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy ngươi nhưng thật ra cho chậm nói nói bằng không chậm muốn ngươi gì dùng Quân võ đế có chút sinh khí, phòng quản gia nhấp môi cười khổ. Ninh ba điểm sao đại khái chính là ở phượng hoàng thần huyết mặt trên. Phượng hoàng thần huyết như thế nào tích? Phượng hoàng thần huyết còn không hào a. À. Quân võ đế tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, phòng quản gia gật đầu, bệ hạ ngài tưởng a à, chúng ta thái tử điện hạ kiểu gì kiêu ngạo người? Hắn muốn cưới chính là phượng vũ mà không phải phượng hoàng thần huyết quân võ đế liền tưởng không rõ phượng vũ chính là phượng hoàng thần huyết phượng hoàng thần huyết chính là phượng vũ a à, này có cái gì không giống nhau sao là hắn cái này hoàng đế đặc biệt bổn sao phòng quản gia cười khổ bệ hạ ở người khác trong mắt có lẽ là giống nhau nhưng ở nhà các ngươi thái tử trong mắt đây là tuyệt không giống nhau quân võ đế buông tay ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ nói phòng quản gia nghiêm túc nói quân điện hạ mọi việc theo đuổi cực hạn ở tu luyện một đường nói vậy ngài đã đã nhìn ra quân võ đế gật đầu là hắn tu luyện lên không muốn sống ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ có một lần tu luyện lên ở trên nền tích chính là đông lạnh ba ngày ba đêm cũng không biết vào nhà đi tu luyện phòng quản gia gật đầu điện hạ mọi việc theo đuổi cực hạn cùng thuần túy cảm tình thượng tự nhiên cũng là hắn có thể đồng ý cưới phượng vũ cô nương lại không đồng ý bởi vì phượng hoàng thần huyết mà cưới phượng vũ cô nương hắn có thể đồng ý Phượng Vũ cô nương gả hắn, lại tuyệt không đồng ý Phượng Vũ cô nương bị một đạo thánh chỉ tứ hôn mà không tình nguyện gả hắn. Hắn muốn chính là cam tâm tình nguyện, mà không phải cường thủ hào đoạt. Phòng quản gia nghiêm túc nhìn quân võ đế, bệ hạ, nếu ta là ngài nói, ta sẽ không chặn ngang một cây, làm sự tình trở nên càng tái phát. Kỳ thật ta có rất nhiều thứ trợ công cơ hội, nhưng tình lộ cũng là nói bọn họ có bọn họ lẫn nhau nói chúng ta thân là người ngoài nếu là quấy dày quá nhiều ngược lại quấy nhiễu đi hướng có thể khẳng định chính là bọn họ hiện tại cảm tình ở thang ôn đây là thực tốt bắt đầu bệ hạ ngài chỉ hôn sợ là phải đợi bọn họ hai cái lẫn nhau cam tâm tình nguyện lúc sau mới có thể minh đã phát quân võ đế bất đắc dĩ nhìn phong quản ra chỉ có thể như thế sao phong quản ra sợ là chỉ có thể như thế kia quân võ đế ngạo kiều, chậm có thể không dưới thánh chỉ, nhưng là mấy thứ này, ngươi mang về cho hắn nhìn một cái, cho hắn biết biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cái tình địch. Hừ, phong quản gia sau khi trở về, quân lâm uyên còn ở chữa thương. Phong tầm cùng huyền dịch ở ngoài cửa thủ. Sao lại thế này? Phong quản gia hỏi. Phong tầm nói cho phong quản gia hôm nay quân lâm uyên đi tìm tả gia lão tổ đánh một trận sự tình. Phong quản gia nhíu mày, hắn tìm đường chết sao? cả thành phong là cái gì thực lực? ấn cấp bậc phân, hắn còn không bằng tả thành phong đâu. Phong tầm, a chính là quân lão đại không phải thắng sao. Phong quản gia, thắng là thắng, nhưng đau khổ cũng không phải ít ăn, tính, chính hắn ái lan lộn gì. Phong quản gia trong đầu hiện lên một cái tiệt diệu chú ý tấu chương xong Trường 2930 ba ta xem ai dám hạ xính lễ. một Phong quản gia ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào cười đến như vậy gian trá phong tầm nội tâm nhảy dựng loại sự tình này phong quản gia như thế nào có thể chính mình làm đâu phải biết rằng hắn chính là vạn nam băng sơn lạnh nhạt tiệt tình phong quản gia đâu vì thế phong quản gia đối phong tầm vẫy tay phong tầm tung ta tung tăng liền chạy tới phong quản gia đem một đống quyển sách hướng trong lòng ngực hắn một đưa này đều thứ gì phong tầm tò mò Phong quản gia, bệ hạ cấp nói các đại gia tộc thế lực đang ở hướng Đế Đô vội vàng cầu thú Phượng Tiểu Vũ đâu? Phong Tầm, ta sát này đó mắt mù a, không biết Phượng Tiểu Vũ là chúng ta quân lão đại trong chén thịt a, phong quản gia đầu một cái xem thường, ý tứ tự hành thể hội. Phong Tầm nháy mắt đã hiểu, nhà bọn họ quân lão đại còn không có công khai tuyên thệ chủ quyền đâu đi. Phong Tầm ngẫm lại nhà mình quân lão đại thương. Nghĩ lại nếu hắn nhìn đến như vậy nhiều người cầu thú phượng tiểu vũ kia đế đô chẳng phải là muốn tạc sao. Nghĩ vậy, phong tầm nghiêm túc đối phong quản gia nói, việc này không thể giấu. Bằng không đến lúc đó quân lão đại tạc lên, ai cũng ngăn không được. Phong quản gia vẻ mặt đạm nhiên mặt, phải không? Phong tầm, đúng vậy. Người cùng quân lão đại bên người nhiều năm như vậy còn không rõ ràng lắm hắn tính tình sao. Chờ những cái đó xính lễ thật hướng phượng tộc một tắc ai ra ta đi kia đến lúc đó hình ảnh ngẫm lại đều thật đáng sợ. Phong quản gia vuốt cầm, ra vẻ không biết như vậy A à Phong tầm, này mặt trên nói, các đại gia tộc đều là gia roi thúc ngựa, nói không chừng buổi tối là có thể suốt đêm đưa đến ta thiên. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho hắn, hiện tại phải nói cho, chậm trễ không được. Nói Phong tầm liền vọt vào đi, huyền dịch đang muốn theo vào đi, Phong quản gia nhàn nhạt nói một câu, nghe nói phượng vũ cô nương y thuật thực không tồi đâu. Huyền dịch dùng quái gì ánh mắt nhìn phong quản gia. Cho nên, nguyên lai like ngươi là cái dạng này phong quản gia sao? Đêm nay thường. Đế đô bá tánh không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, một đêm ngủ ngon, ngủ yên. Lại không biết khoảng cách đế đô 30 dặm ở ngoài một chỗ trên đất trống, đổ vô số người. Chín đại gia tộc tứ đại thế lực trừ bỏ tả ra không nhúc nhích, hiên viên gia bị xóa tên ở ngoài còn lại gia tộc, tất cả đều động hơn nữa tới. Vẫn là gia tộc nhất nổi bật dòng chính trung tâm con cháu. Tứ đại thế lực tu di chùa là hòa thượng khất cây giúp thật sự ngượng ngùng, mặt khác hai nhà cũng đều ra tay. Đúng vậy, Bích Vân Cung cũng ra tay. Ta xem ai dám hạ xính lễ. Nhất kiếm, quân điện hạ dưới sự giận dữ, nhất kiếm chém xuống. Cái gì kêu nhất kiếm quang hàn thập tứ châu? Quân điện hạ cho bọn hắn thâm tình suy diễn một lần. Đế đô 30 dặm này nhất định phải đi qua chi lộ, xuất hiện một cái chừng 10 mét khoan cái khe. Liền như vậy ngạnh sinh sinh bị bổ ra xe ngựa, người ngã ngựa đổ. Tất cả đều bị dọa đến luống cuống. Cố tình bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là phong tầm hảo tâm, nhắc nhở bọn họ tưởng cầu thú phượng vũ. Qua chúng ta lão đại này quan lại nói. Trong đêm đen, bọn họ không có thấy rõ ràng quân lâm uyên mặt nhưng là lại thật sâu nhớ kỹ hắn kiếm. Bởi vì vị này cao nhân, đi tới đi lui, chỉ ra nhất kiếm, liền lấy nghiền áp tư thế thắng lợi tỉ như nói hoa gia vị kia thiếu ra trực tiếp bị dọa đến một mông ngồi dưới đất đến bây giờ còn không có hồi hồn đương nhiên nhất kiếm lúc sau quân điện hạ thân mình lung lay sắp đổ gần như ngã xuống cho nên hắn biến mất thực mau quân lão đại quân lão đại phong tầm bọn họ chạy nhanh đuổi theo quân điện hạ còn có ai phong tầm đã không có đã không có người hôm nay này nhất kiếm tương đương là họa ra một cái tuyến cảnh giới tuyến về sau không ai dám trêu chọc nhà ta tiểu vũ Tấu chương xong. Chương 2934 Thiếu niên tỉnh 2 Huyền dịch gật đầu cũng sẽ không có không có mắt lại đến mơ ước nàng. Quân điện hạ thân mình quơ quơ, linh khí rốt cuộc tiếp cận hao hết trạng thái, đưa ta trở về. Hảo, phong tầm cùng huyền dịch liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến một mặt giảo hoạt chi sắc. Quân lâm uyên cuối cùng ý thức không được nói cho nàng hắn không có nghe thấy phong tầm hoặc là huyền dịch hồi phục đã lâm vào vũng bùn trong bóng đêm thịt 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 tinh vẫn viện phượng vũ cửa sổ môn bị người gõ phượng vũ nhíu mày nàng bày ra kết giới người bình thường nhưng vào không được trừ phi là phong tầm bọn họ mấy cái phượng vũ đẩy ra cửa sổ phát hiện bên ngoài ánh trăng như nước phía trước cửa sổ đứng vài người thật đúng là chính là phong tầm cùng huyền dịch từ từ bọn họ phía sau giống như bối một người Phong Tầm vẻ mặt hoàng sắc đối Phượng Vũ nói: Tiểu Vũ nha đầu a, à, ngươi cần phải giúp đỡ a. À. Hiện tại chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Phượng Vũ nghi hoặc nhìn hắn, tình huống như thế nào? Phong Tầm đem chính mình phía sau quân Lâm Uyên toàn bộ hướng Phượng Vũ trong tay đầy. Phượng Vũ còn không có phản ứng lại đây, trong lòng ngực đã nhiều một cái hôn mê bất tỉnh toàn thân là huyết quân Lâm Uyên. Phượng Vũ, Phong Tầm quân lão đại sắp chết, ngươi mau cứu cứu hắn còn có hắn là vì ngươi mới biến thành như vậy ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a à. quân lâm uyên uy hiếp hắn không thể nói khi hắn không nói cụ thể tổng hành đi tiểu vũ nha đầu như vậy thông minh nàng tự hành là có thể cảm nhận được a à. phong tầm đáng thương hề hề khẩn cầu đúng rồi ngàn vạn không cần đem hắn đưa trở về bình minh lúc sau bệ hạ biết tin tức nhất định sẽ không bỏ qua quân lão đại tiểu vũ nha đầu a à. Ngươi khiến cho quân lão đại hiện tại ngươi này tàng tàng đi, được không? Phượng Vũ. Công đạo xong lúc sau, phong tầm cùng huyền dịch hai cái bay nhanh chạy đi. Phượng Vũ, nàng nhìn trong lòng ngực quân Lâm Uyên, nhìn nhìn lại mênh mang bóng đêm tính, trước cứu người lại nói. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Tựa hồ có người bị đánh thức. Phượng Vũ là cái bạo lực nữ lô ly. Nàng trực tiếp một cái công chúa ôm, chặn ngang đem quân Lâm Uyên vào chính mình nhà ở, đem cửa phòng nhắm chặt hiện tại quan trọng nhất chính là đem quân lâm uyên bệnh tình biết rõ ràng cho nên phượng vũ đem hắn phóng lên giường giường sau liền bắt đầu kiểm tra trên người hắn thương phượng vũ cởi bỏ trên người hắn nút thắt thực mau một khối tuyết xác ra thịt thân mình xuất hiện ở nàng trước mặt phượng vũ nói tốt mặt không đỏ tâm không nhảy lo liệu đại phu bình thường tâm đâu khụ khụ phượng vũ ho nhẹ một tiếng làm chính mình bình tĩnh lại hào hào kiểm tra quân lâm uyên thân thể nhưng cố tình lúc này, nàng cảm giác chính mình bị một đạo nóng rực ánh mắt nhìn chăm chăm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quân, lâm, uyên, hắn cứ nhiên tỉnh, ngươi không có ngất xỉu đi, phượng vũ kinh hô, trong đêm đen, bị trừ bỏ quần áo thiếu niên, đôi mắt lượng như sao trời. Tỉnh, phượng vũ, vậy ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi biết chính mình bị thương sao? Bị thương, quân điện hạ khụ 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 trong miệng phát ra một đạo kịch liệt ho khan thanh. Phượng Vũ vội bưng một chén nước, một bên giúp hắn trục bối, một bên ôn nhu nói, ngươi đừng kích động, từ từ tới. Nói, nàng động tác mềm nhẹ uy hắn uống nước, quân điện hạ có điểm ngốc. Nguyên bản nhìn thấy chính mình chạy so con thỏ còn nhanh thiếu nữ. Như thế nào đột nhiên ôn nhu lên, là bởi vì cái gì? Quân điện hạ bất động thanh sắc quan sát nàng. Phượng Vũ uy xong thủy sau, đối quân Lâm Nguyên nói, ngươi lại nằm yên. Ta hảo hảo cho ngươi xem xem, ngươi thương rốt cuộc như thế nào. Tấu chương xong. Chương 2935 không cần ngươi lo. 3. Trong bóng đêm, thiếu nữ không chút đầu thả kiểm tra thiếu niên thân thể, mà thiếu niên tắc không hề chớp mắt nhìn chăm chú thiếu nữ rào hào sườn mặt. Trong mắt tựa ngân hà lộng lẫy, Phượng Vũ nhìn đến quân lâm nguyên trước ngực kia thật lớn trường ấn, mày thật sâu nhăn lại. Ai thương ngươi? nàng giống một con tức giận đỏ mắt thỏ giấy quân lâm uyên ở trong lòng nghĩ quân điện hạ hừ nhẹ hắn nửa người đều bị ta đốt chọi ta mới là đánh thắng kia một cái phượng vũ tức giận chọc chọc hắn đầu ngươi còn rất đắc ý đúng không quân điện hạ bị chọc chỉ có thể thành thành thật thật đãi kia không nói lời nào phượng vũ một bên ở ngực hắn vị trí giải thuốc bột một bên hỏi vì sao đánh lên tới quân điện hạ tinh mắt lấp lánh nhìn phượng vũ đường phượng vũ ngước mắt ánh mắt cùng hắn ở giữa không trung đụng chạm khi thiếu niên lại nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác ánh mắt ở bốn phía loạn ngó làm bộ không đang xem nàng phượng vũ ngươi lại xem ai không vừa mắt hơn phân nửa đêm còn chạy tới đánh người kết quả đem chính mình đánh thành cái dạng này quân điện hạ thanh âm dầu dĩ không cần ngươi lo phượng vũ uy ta là vì ngươi hảo mới hỏi ngươi có biết hay không chính ngươi thương có bao nhiêu nghiêm trọng ngoại thương còn chưa tính nội thương mới là nghiêm trọng nhất cũng mệt ngươi đấy hảo còn có thể khiêng, này nếu là đổi một người, lúc này sớm nằm yên. Quân điện hạ bị huấn, tức khắc sinh khí, nói không cần ngươi lo. Nói, hắn sốc lên chăn muốn đi, chính là thân mình lại suy yếu liền nhúc nhích đều rất khó. Phượng Vũ ngón tay một chọc, hắn liền ngưỡng ngã vào trên giường. Phượng Vũ tức giận nói, vừa giận liền tưởng về nhà, ngươi là tiểu cô nương sao? Quân điện hạ thái dương màu xanh lá mạch máu đột bạo ngươi người khác sợ chọc bực quân lâm uyên, phượng vũ lại là không sợ, nàng nhíu mày nói, ta mới vừa kiểm tra, phát hiện ngươi lần thứ hai bị thương là chuyện như thế nào. Ngươi hôm nay buổi tối đánh hai chàng giá, quân điện hạ không nói gì. Phượng vũ ngẩng đầu chừng hắn, ngươi lần đầu tiên bị thương như vậy nghiêm trọng dưới tình huống, còn đi đánh trận thứ hai. Quân lâm uyên ngươi có hay không đầu óc, quân điện hạ quay mặt qua chỗ khác cố ý không xem phượng vũ. Hắn nói như thế nào? chẳng lẽ hắn muốn nói, trận thứ hai rõ ràng có thể không bị thương, nhưng là chính mình vì hình thành chấn động hiệu quả. Điều động sở hữu linh lực thương thế mới có thể tăng thêm. Phượng Vũ càng nghĩ càng giận, Phong Tầm bọn họ là chuyện như thế nào? Như thế nào không ngăn cản ngươi? Quân Điện Hạ thấy chiến hỏa truyền rời đến Phong Tầm trên đầu, lập tức gật đầu, "Đối đối với ngươi cái đầu." Phượng Vũ Hung ba ba trường quân Lâm Uyên, ngươi khởi sướng tính tình tới, đừng nói một cái phong tầm, một trăm phong tầm đều kéo không trở lại, có thể trách hắn sao? Quân điện hạ ủy khuất ba ba nhìn Phượng Vũ. Gương mặt này thật đẹp a à, trắng nõn thanh tú, không dính bụi trần tì vết, cặp mắt kia lại đại lại hắc, phảng phất trong trời đêm nhất lóe sáng tinh. Chính là hiện tại này xong nhất lóe sáng sao trời liền như vậy mắt trông mong nhìn ngươi ngươi có thể làm sao bây giờ đâu. Phượng Vũ ngừ khí, bị hắn như vậy nhìn, đã sớm đánh tan hơn phân nửa. Nàng trừng mắt quân lâm uyên, người thân mình sắc thật hảo, nại khiêng, nhưng lần sau thỉnh ngươi nhớ kỹ. Không dùng lại thân thể ngạnh kháng, ngươi trong tay có kiếm. Trong lòng ta có ngươi. Quân điện hạ yên lặng tiếp thượng một câu. Phượng Vũ, nghe rõ. Ngoan ngoãn bài quân điện hạ, Nga. Phượng Vũ bỗng nhiên phát hiện. Hôm nay bị thương quân lâm uyên có chút ngoan cực kỳ trước khi hắn kia kêu một cái kịch ngạo không tin duy ngã độc tôn, nơi nào sẽ ngoan ngoãn nghe nàng huấn. Quả thực không cần tưởng quá nhiều Nga, bất quá như vậy quân quân, thiệt tình là thực đáng yêu A Tấu chương xong. Trường 2936 đáng yêu làm người nhịn không được tưởng trà đạp từng cái đâu bốn. Đáng yêu làm người nhịn không được tưởng trà đạp từng cái đâu. Phượng Vũ nói, thương thế của ngươi ít nhất trong vòng 3 ngày không thể xuống giường đi đường. Trong một tháng không thể kịch liệt vận động, ẩm thực kỵ cay độc sống muội. nhưng nhớ kỹ. Quân Điện Hạ lắc đầu, không nhớ được. Phượng Vũ, dễ dàng như vậy ngươi không nhớ được. Quân Lâm Uyên hung ba ba chừng mắt Phượng Vũ ta đường đường thái tử ngươi làm ta nhớ cái này. Phượng Vũ xoa xoa đầu, cũng là Nga. Ngày mai ta liền đem phong quản gia tìm tới. Phượng Vũ liếc nhìn hắn một cái. Chỉ không biết nói, phòng quản gia có phải hay không sớm có chuẩn bị, về quê một chuyến. Ngươi quần áo đã không thể xuyên. Phượng Vũ nhíu mày. Lúc này, qua tuổi cũng còn không có bao lâu, cho nên Xuân Hàn xe lạnh, một tia gió lạnh thổi vào tới, Phượng Vũ hít vào tới chính là một ngụm hàn khí. Nàng đối quân Lâm Uyên nói, ngươi chờ. Ta đi cho ngươi tìm kiện quần áo. Nói, Phượng Vũ lục tung, còn rốt cuộc cho nàng nhảy ra tới một kiện áo ngủ. Ngươi trong phòng như thế nào sẽ có nam hài từ áo ngủ? ai quân điện hạ hai tròng mắt đỏ đậm muốn giết người phượng vũ tiếp theo câu liền nói đây là ta gấp tiểu thất thân thủ làm ngươi xem liền thể còn có hai chỉ manh manh tai thỏ nhiều đáng yêu mặc vào đi quân điện hạ dùng xem tiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt chừng mắt phượng vũ một bộ ngươi muốn chết ánh mắt phượng vũ ta biết ngươi ngày thường xuyên đều là tơ vàng chỉ bạc tinh chế mà thành một kiện tiêu phí không thua kém ngàn lượng bạc xiêm y nhưng hiện tại chỉ có như vậy chẳng lẽ ngươi muốn xuyên nguyên lai dơ quần áo quân điện hạ bực bội chừng mắt phượng vũ không khác phượng vũ buông tay vô tội mặt không lặp không lặp cũng chỉ có này một kiệt này vẫn là ta cố ý làm lớn bởi vì cũng không biết tiểu thất tử khi nào sẽ trở về ngươi biết đến phương các lão dẫn hắn đi xa đi quân điện hạ hừ hừ ta không biết cũng không muốn biết phượng vũ lo chính mình nói cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào ra cửa bên ngoài hẳn là thực không có phương tiện đi không biết có hay không chịu khổ. Thấy Phượng Vũ lại nhảy nhắc mãi Phượng Tiểu Thất quân điện hạ đốn rác ăn vị thở phì phì đem cái này áo ngủ mặc vào tính toán quay đầu lại liền thiêu cái sạch sẽ. Chờ Phượng Tiểu Thất trở về. Này quần áo hôi đều nhìn không thấy. Phượng Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm quân điện hạ đã đổi hào. Tráng nõn da thịt vô cùng mịn màng đôi mắt đại mà thâm thúy không giận tự uy thời điểm làm người sợ hãi nhưng đương hiện tại bị thương khuyết thiếu cảnh giác thời điểm. Cả người coi trọng liền mềm mại, giống chỉ mới vừa tỉnh ngủ lão hổ, liền tưởng trêu chọc một chút cái loại này. Ngươi xem, như bây giờ ăn mặc đẹp cỡ nào. Phượng Vũ đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, về sau không cần đi ra ngoài loạn đánh nhau. Nhà ta tiểu thất chính là cái hảo hài tử, hắn chưa bao giờ đánh nhau. Mở miệng ngậm miệng chính là tiểu thất, tiểu thất quân điện hạ nội tâm bực bội. Người đi ra ngoài, quân điện hạ trừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ, người như thế nào đột nhiên lại sinh khí? Quân Lâm Uyên, người hiện tại lập tức lập tức cho ta đi ra ngoài. Phượng Vũ, người người này quả thực đức chết ta. Nơi này là ta phòng, người cư nhiên muốn ta đi ra ngoài. Tính ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài, chính người ở chỗ này hào hào đợi đi. Nói xong, Phượng Vũ tông cửa sông ra nàng đều tưởng không rõ, nguyên bản nàng cùng quân lâm nguyên chi gian không khí khá tốt, đột nhiên, người này nói sinh khí liền sinh khí, nói trở mặt liền trở mặt. Nàng cũng không biết phát sinh tình huống như thế nào đâu. Phượng vũ thở phì phì ở bờ sông đi tới đi lui. Tấu chương xong. Trường 2937 bệ hạ cho 10 năm. Mà giờ phút này, phong tầm cùng huyền dịch hai người chính tránh ở trong phòng uống rượu. Phong tầm, hai ta đem quân lão đại hướng tiểu vũ ra một đưa, chuyện này, xem như hoàn thành đi. Huyền dịch một chén rượu uống, đúng vậy. Thiếu niên này, trong lòng vẫn luôn có một vị thiếu nữ, lại không thể nói, không thể nói, càng không dám nói. Phong tầm lại cái gì đều nhìn không ra tới, cười ngây ngô a à, chiếu ta nói. Hai người bọn họ chuyện này a, à, cũng kéo lâu lắm, dù sao trước sau đều phải cùng nhau, chạy nhanh ở bên nhau được bái. Huyền Dịch uống một chén rượu, rượu sáp cam khổ cười, đúng vậy. Phong Tầm Nhạc giống chỉ tiểu lão thử, ngươi nói, Phượng Vũ có thể hay không cùng quân lão đại sẽ làm cái gì đâu? Giờ phút này quân điện hạ tỏ vẻ, hắn thực tức giận. Trước nay đều là hắn phất tay áo tử chạy lấy người, lúc này lại biến thành Phượng Vũ. Nhưng khí quân điện hạ nhưng thật ra muốn chạy đi ra ngoài, nhưng hắn thân mình căn bản không sức lực. Hơn nữa vì làm hắn ngủ ngon, Phượng Vũ ở ly nước thêm yên giấc thành phần dược vật hiện tại dược hiệu đang ở có tác dụng. Quân điện hạ động lại không động đẩy đến, có nghĩ thầm kêu Phượng Vũ trở về, lại kêu không ra khẩu. Chẳng lẽ chính ngươi không biết trở về sao? Quân điện hạ khí đặng chăn, xoay người, mặt trong chiều tức giận. Mà lúc này Phượng Vũ bị gió lạnh một thổi, tức khắc tỉnh táo lại. Quân Lâm Uyên vốn dĩ cứ như vậy tính tình, hơn nữa bị như vậy nghiêm trọng nội thương, hồi lâu không thể động linh khí, hắn trong lòng bực bội là đương nhiên. Chính mình như thế nào cùng hắn chấp nhặt đâu? Phượng Vũ a Phượng Vũ, ngươi thật là càng sống càng ấu trĩ Nói, Phượng Vũ vỗ vỗ nàng chính mình đầu, liền ở nàng chuẩn bị trở về thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Phượng Vũ thiếu chút nữa bị hắn dọa một cú sốc, cao công công? người tới đúng là quân võ đế bên người đệ nhất đại nội tổng quản thái giám Cao Vân Cao Công Công. Cao Công Công đối Phượng Vũ khom người, Phượng Vũ cô nương, bệ hạ cho mời. Phượng Vũ, a à, Phượng Vũ cùng quân võ đế cũng coi như người quen. Cho nên đương nàng nhìn đến quân võ đế khi vẫn là thực kinh ngạc. Bởi vì quân võ đế giờ phút này chính khí mau tạc nứt cái loại này trình độ. Tiểu vũ nha đầu, ngươi tới vừa lúc, ngươi mau nói cho chẫm, ngươi có thấy quân lâm uyên kia tiểu hỗn đản sao? phượng vũ ca nàng nguyên bản liền lớn lên đẹp một đôi mắt lại hắc lại thanh triệt đương nàng mê mang một khuôn mặt lắc đầu khi ai không tin nàng ngươi thật chưa thấy qua quân lâm uyên kia tiểu hỗn đản Chậm sắp bị này nghiệp chướng tức chết rồi quân võ đế căn bản không cho phượng vũ nói chuyện cơ hội xem nàng ngồi ở mạ vàng bậc thang phun tàu đó là từng đợt ngươi biết kia hỗn tiểu từ tối hôm qua thượng làm chuyện gì như sao hắn cứ nhiên chạy tới đánh nhau Ngươi biết với ai đánh nhau sao? Tả Thành Phong a, à, ngươi biết Tả Thành Phong là ai sao? Không đợi Phượng Vũ trả lời, quân võ đế đã chính mình nói tiếp. Tả Thanh Loan ra ra a, Hắn cư nhiên đơn thương độc mã chạy tới cùng Tả Thành Phong đánh, năng lực hắn. Đó là lão sinh đại. Hắn một cái đại tân sinh, hắn cấp bậc còn không bằng nhân ra đâu, kém vài viên tinh đâu. Như vậy hắn cư nhiên còn dám đi lên đánh. Phượng Vũ ngực bỗng nhiên nắm khởi chờ từ từ hắn chạy tới cùng tả thanh loan ra ra đánh nhau vì cái gì a à? phượng vũ tưởng không rõ a à? quân võ đế trừng mắt phượng vũ ngươi tưởng không rõ phượng vũ trong lòng ẩn ẩn có bao nhiêu cảm nhưng trên mặt lại trước sau kiên trì ta không rõ nghe nói quân quân cùng tả thành phong có ước định tả thành phong thua hắn nhất định phải tuân thủ ước định quân võ đế nhìn chằm chằm phượng vũ tấu trương xong chương 2938 chậm diễn thế nào? Phượng Vũ cái gì ước định? Quân võ đế, ngươi thật muốn nghe. Lời này nghe xong, chính là muốn phụ trách. Phượng Vũ, bình tĩnh 3 giây đồng hồ, Phượng Vũ trịnh trọng gật đầu, thỉnh nói cho ta. Quân võ đế sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn nói, sau lại, chậm tự mình thấy tả thành phong, mới biết được bọn họ hai bên ước định là cái gì. Phượng Vũ nhìn quân võ đế. Quân võ đế nói, bọn họ ước định là tả thành phong không được tham dự ngươi cùng tả thanh loan đấu tranh chung. Phượng vũ, a à, quân võ đế, ngươi không rõ. Phượng vũ, quân lâm uyên ý tứ là ta cùng tả thanh loan đấu tranh, gần chỉ là chúng ta chính mình sự, mặc kệ đem tả ra đánh thành cái dạng gì, tả ra không thể tham dự, đối ta ám hạ độc thủ. Quân võ đế gật đầu, nếu tả ra dám hạ độc thủ, kia hắn quân lâm uyên, chính là ngươi bối cảnh cùng chỗ dựa, hắn sẽ ra tay đối phó tả ra cao tầng phượng vũ quân lâm nguyên này cử tương đương với là tương lai tự thượng tầng uy áp tan mất phượng vũ chỉ cần cùng cùng đại tân sinh tả thanh loan đấu tranh là được không cần suy xét tả ra gia tộc cùng lúc đó kế tiếp liền phải chuyện thứ hai ngươi biết không tên tiểu tử thúi này đi chém vài cái thế gia xính lễ xính lễ phượng vũ vẻ mặt nghi hoặc người có được phượng hoàng thần huyết sự hiện tại trên đời đều biết mơ ước người người có bao nhiêu Đếm đều đếm không hết, hắn nhất kiếm chém giết kiếm khí như hồng, đế đô ngoại ô 30 dặm chỗ. Ngạnh Sinh Sinh bị hắn chém ra 10 mét khoan cái khe ra tới. Hôm nay đế đô nhiều ít dân chúng trên bàn cơm không mấy mẻ lá cây ăn a, à, những cái đó lão nông khiêng đòn gánh, như thế nào bỏ qua đi 10 mét khoan cái khe. Ngươi nói chậm trễ nhiều ít chuyện này a. À. Quân Võ đế đôi tay giao phó ở sau người, bực bội ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn đi thì đi đi, còn thường thường liếc phượng vũ liếc mắt một cái, sau đó cùng một bên cao công công trao đổi một ánh mắt. Động tác nhỏ không ngừng. Cũng mệt phượng vũ bị cái này chân tướng chấn trụ, thật lâu không có hoàn hồn, bằng không nàng đã sớm nhìn ra quân võ đế người này ở chợ công. Đều là bởi vì phải bảo vệ ngươi A, à. quân võ đế cuối cùng làm tổng kết. Phượng vũ, này, này như thế nào liền ta phượng vũ chịu không nổi, chính là người khác đối nàng hào bởi vì nàng không phải một cái thích thiếu mỗi người tình người. Có nhân tình một chút sẽ lập tức còn rớt cái loại này. Hiện tại đột nhiên phát hiện quân Lâm Uyên tặng nàng một phần lớn như vậy lễ, nàng nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng mệt hoan. Khó trách khó trách trên người hắn miệng vết thương lần thứ hai bị thương nặng. Hắn trước chạy tới cùng cấp bậc so với chính mình cao mấy viên tinh tả thành phong vượt cấp đánh nhau. Xong rồi còn chạy tới ngoài thành 30 dặm phát kia nhất kiếm phượng vũ thiệt tình là phục hắn. Người này, quả thực. Cố tình hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, hỏi hắn đi, còn cãi bướng không nói. Phượng Vũ đứng lên liền đi ra ngoài. Quân võ đế diễn thực giả, tiểu Vũ A, người đi đâu nhi? Chậm còn chưa nói xong đâu, uy tiểu A Vũ ai? Thực mau nhìn không thấy Phượng Vũ thân ảnh, quân võ đế quay đầu lại chừng mắt một góc, lão phong, chậm diễn thế nào? Hóa ra Phượng Vũ biến tìm không được phong quản gia ở chỗ này đâu mà giờ phút này phượng vũ chỉ cảm thấy chính mình mãn đầu óc lộn xộn trong lòng đã vui mừng lại mê mang phức tạp nàng căn bản không dám làm bất luận cái gì quyết định nhưng là phượng vũ biết hiện tại có một việc nàng cần thiết muốn đi làm đó chính là hắn bởi vì nàng phượng hoàng thần huyết làm nhiều chuyện như vậy bị thương đến tận đây nàng không những không khen hắn ngược lại còn cùng hắn giận dỗi phượng vũ đổi vị tự hỏi nếu chính mình là quân lâm uyên nói lúc này sợ là đã tại chỗ nổ mạnh đi còn có một chương, hôm nay đổi mới liền phải kết thúc lạp tố chương xong. Chương 2939 quân không cao hứng. Phượng Vũ đương nhiên không phải lập tức vọt vào đi, gọn gàng dứt khoát cấp quân điện hạ xin lỗi. Như vậy trắng ra sự, nàng có điểm làm không tới. Xấu hồ A. Vì thế, Phượng Vũ cọ tới cọ lui, tự mình xuống bếp làm một chén thơm ngào ngạt gà để si mi li mét cháo, lại vọt một chén nước trái cây thủy, đặt ở mộc sắc khay, lúc này mới bưng đi vào đi. tịch thịch thịch, tiếng đập cửa, bên trong lý cũng chưa lý Phượng Vũ. Liền biết quân Lâm Nguyên khẳng định còn đang giận lẫy. Vì thế Phượng Vũ đẩy cửa mà vào, bưng khay phóng tới quân Lâm Nguyên đầu giường quân điện hạ nguyên bản mặt là hướng tới bên ngoài một bên, nhìn đến phượng vũ tiến vào, xoay người trong chiều, lưu một cái phía sau lưng cấp phượng vũ tự hành thể hội. Ngươi là tiểu hài tử sao? Phượng vũ rất muốn hỏi một câu. Nhìn trước mắt vị này ấu chỉ như tiểu nam hài quân điện hạ, phượng vũ rất khó đem hắn cùng tối hôm qua thượng làm ra hai sóng đại sự, làm cho cả quân võ đế quốc đều chấn tam chấn đại lão liên hệ lên. Phượng Vũ đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi xổm xuống, tay nhỏ chỉ chọc quân lâm uyên phía sau lưng. Nàng chọc một chút, hắn động một chút. Phượng Vũ, có đói bụng không? Lên uống cháo, quân điện hạ lý cũng chưa lý nàng, tiếp tục sinh hắn hờn dỗi. Phượng Vũ ngồi ở mép giường thưởng, duỗi tay đi túm hắn chăn, người tư thế này đối miệng vết thương không tốt, mau nằm thẳng. Quân lâm uyên chừng Phượng Vũ liếc mắt một cái. Người làm ta đã chết tính dù sao cũng không ai sẽ quan tâm. Đáng tiếc, mặt trên những lời này, quân điện hạ không có nói ra. Bất quá, rốt cuộc hắn vẫn là nghe Phượng Vũ nói, nằm thẳng chứ. Phượng Vũ lại cầm đệm dựa, lót ở hắn, phía sau. Như vậy hắn liền có thể nửa ngồi dậy. Này cái đệm là chính chúng ta làm, có phải hay không thực đáng yêu? Phượng Vũ lắc lắc cái đệm thượng hai chỉ tai thỏ cùng ngươi xiêm y thượng là giống nhau đâu. Ấu chỉ, quân điện hạ ghét bỏ. Ấu chỉ, ngươi còn mặc vào đâu? phượng vũ âm thầm le lưỡi tốt xấu hiện tại quân lâm uyên nguyện ý cùng nàng câu thông trạng huống hòa hoãn một ít phượng vũ ý đồ nhắc tới câu chuyện kỳ thật tối hôm qua thượng quân điện hạ không biết là thẹn quá thành giận vẫn là tức muốn học máu chừng nàng tối hôm qua thượng sự không được đề phượng vũ a à, quân điện hạ mệnh lệnh một chữ đều không được đề hắn hiện tại nhớ tới đều thẹn thùng đâu, để đao đi chém xính lễ gì đó lập tức là thực giảng lạp chính là chẳng phải là tất cả mọi người biết hắn đối phượng vũ tâm tư. a a a hắn trong thân thể cái kia ăn mặc tay thỏ áo ngủ ôm ôm gối lên trên giường lăn qua lăn lại quân tiểu ngạo kiều, e lệ. Phượng vũ vừa định nói chính mình biết phượng hoàng thần huyết sử. Nhưng là quân lâm uyên chết sống không cho nàng đề. Vậy được rồi. Nàng nhất định sẽ hào hào bồi thường Quân Lâm Nguyên, về sau đem cái này đại nhân tình còn cho hắn. Đừng tưởng rằng nàng còn không dậy nổi, nàng có cái đại lục đệ nhất lợi hại sư phụ. Còn có vài cái rất lợi hại rất lợi hại các sư huynh đâu. Phượng Vũ bưng nước trái cây thủy, tranh công dường như chính là ta thân thủ mai nước, thân thủ hướng phao ra tới nga. Thử xem, được không uống? Quân Điện hạ nghĩ đến phía trước Phượng Vũ ở trong nước phóng ngủ yên thành phần liền sinh khí hắn mắt trông mong nhìn Phượng Vũ ta như thế nào biết ngươi có hay không ở bên trong phóng ngủ yên thành phần. Phượng Vũ ngửa đầu uống một ngụm, ngươi xem, không có việc gì đi. Nàng chuẩn bị này ly để lại cho chính mình, sau đó chờ hạ lại đi bên ngoài hướng pha một ly, nhưng ở nàng vừa lơ đãng thời điểm quân điện hạ đã chính mình động thủ. Đem một ly nước trái cây uống hết. Phượng Vũ, này cháo gà cũng ăn ngon, ta thân thủ ngao. Quân điện hạ ngạo kiều liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, Nga, lại không cao hứng, càng xong ngủ ngon tấu chương xong. Trường 2940 quân điện hạ ủy khuất 33 chừng nàng một Phượng Vũ quả thực tưởng không rõ, như thế nào lại không cao hứng đâu. Nàng đem chén đưa tới quân Lâm Uyên trước mặt thiếu niên xem đều không xem nàng, không tiếc. Phượng Vũ, Hảo, người là thiếu gia, được rồi đi, Phượng Vũ múc một muỗng, thân thủ đưa tới quân điện hạ trước mặt, điện hạ tới uống cháo lạp. Thiếu niên liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không há mồm, thanh âm dầu dĩ, ta như thế nào biết? Người có hay không ở bên trong phòng yên rất thành phần? Phượng Vũ một hơi thiếu chút nữa lên đây. Ta là muốn đem ngươi thế nào sao? Còn mỗi ngày phóng yên rất thành phần dược vật. Nhưng là không thể sinh khí. Không thể sinh khí vị này quân điện hạ là không hơn không kém ngạo kiều vương tử đến thuận mau loát. Phượng Vũ tới thượng bài trừ một mạt chức nghiệp hóa mỉm cười, ta đầy trước thí một ngụm, được rồi đi. Phượng Vũ đem kia một muỗng cho chính mình ăn, ân, hương vị không tồi. Hiện tại có thể ăn sao? Ta vĩ đại nhất quân điện hạ. Phượng Vũ cười tủm tỉm nhìn hắn. Quân điện hạ ghét bỏ cười thực giả ai? Phượng Vũ vô ngữ nhìn hắn, này cũng không được kia cũng không được, vậy ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Không ăn ta mang sang đi lạp. Nàng một bên nói một bên làm bộ ra bên ngoài đoan. Uy, quân điện hạ sâu kín thanh âm ở sau người vang lên, ta có nói không ăn sao? Hống người liền điểm này kiên nhẫn sao? Quân điện hạ ủy khuất ba ba chừng nàng. Phượng Vũ, này u oán đôi mắt nhỏ. Là ở lên án nàng sao? Người nói, hắn như thế nào cố tình liền lớn lên như vậy đẹp đâu? Đôi mắt như thế nào liền như vậy chớp chớp đâu? Còn ăn mặc một cái đáng yêu trường lỗ tai thỏ giấy áo ngủ tóc mềm mại đạp. Cả người thoạt nhìn đáng yêu không được. Trường khó con nhân sinh khí làm người không nỡ nhìn thẳng. Trường đẹp nhân sinh khí kia kêu ma nhân tiểu yêu tinh. Này quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Quân điện hạ, ta tay đều không có sức lực. Ách phượng vũ tiếp tục hống kia ta uy ngươi. Nói xong phượng vũ đều cảm thấy cảm thấy thẹn. Quân điện hạ bên tay có điểm hồng, nhưng vì che giấu nội tâm vui sướng, chúng ta quân điện hạ hơi mang không kiên nhẫn ngữ khí tùy tiện ngươi. Phượng vũ kia này rốt cuộc là uy đâu? Vẫn là không uy đâu. Phượng Vũ thử tính mà uy một muỗng, quân điện hạ ăn. Phượng Vũ dò xét tính uy, quân điện hạ một ngụm buồn, một chút không mang theo dư lại. Phượng Vũ, đều như vậy đói bụng, mới vừa còn bưng cái giá đâu. Một chén cháo gà, liền ở hai người xấu hổ không khí trung uy xong rồi. Phượng Vũ xoay người muốn đem chén mang sang đi, quân điện hạ khó có thể tin ánh mắt chừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ, xin hỏi nàng lại làm sai cái gì? Quân điện hạ, nhà các ngươi ăn cơm xong, không xúc miệng. Phượng Vũ, Nga Nga minh bạch. Phượng Vũ uy quân điện hạ uống một ngụm. Còn không có nhập khẩu, quân điện hạ liền nhíu mày, năng. Phượng Vũ chính mình thử một ngụm. Không phải thực năng A quân điện hạ ủy khuất ba ba nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ, hào hào hào, thổi lạnh cho ngươi ta thiếu ra ai. Ở Phượng Vũ không thấy được góc độ quân điện hạ khóe miệng đắc ý gây xích mích nhưng là Phượng Vũ liếc mắt một cái trông lại thiếu niên lại khôi phục kia trương căng chặt nghiêm túc mặt biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm Phượng Vũ cho rằng chính mình hoa mắt. Cho nên, thật là ta hoa mắt đi Phượng Vũ rụi rụi mắt. Quân Điện Hạ là thật sự sẽ lăn lộn, một bữa cơm từ bắt đầu ăn đến kết thúc hắn ước chừng tiêu phí Phượng Vũ một canh giờ. Này một canh giờ, Phượng Vũ tựa như tiểu hồ điệp giống nhau ở hắn bên người bận trước bận sau, không phải thế hắn thí tùy, chính là giúp hắn đấm lưng bận việc giống cái tiểu nha hoàn. Tấu chương xong. năm 2941 ai làm chuyện tốt nhi hai. Một canh giờ sau, thu linh thanh âm rốt cuộc ở bên ngoài vang lên. "Tiểu thư, tiểu thư quân điện hạ ánh mắt không vui bắn về phía cửa." Đáng thương thu linh tuy rằng thân thể tẩy tùy, nhưng nàng hiện tại thực lực còn chưa tới linh hầu cảnh, cho nên bị quân điện hạ một ánh mắt đông lạnh đến, linh hồn đều mau xuất khiếu. Thu linh thanh âm đột nhiên im bặt, Phượng Vũ nghe được động tĩnh, vội muốn đi ra ngoài nhìn xem. Quân điện hạ nhíu mày, mệnh lệnh nàng, không được đi. Phượng Vũ quay đầu lại nhìn quân Lâm Uyên, kết quả đứa nhỏ này một bộ bị người vứt bỏ tiểu cầu dường như, nãi hung nãi hung chừng nàng. Phượng Vũ nội tâm tức khắc mềm mại rối tinh rối mù. Nàng nhỏ giọng trấn an, ta đi ra ngoài cùng Thu Linh nói một chút tình huống của ngươi. Rốt cuộc ngươi tại đây sự, nhà ta người còn cũng không biết đâu, các nàng biết sau còn không được dọa nhảy dựng. Quân điện hạ ngạo kiều, bồn cung lớn lên thực dọa người sao. Phượng Vũ buồn cười nhìn hắn, hắn nhưng khó được dùng bồn cung này hai chữ. Nàng giải thích người lớn lên rất đẹp nhưng là thân phận liền càng đẹp mắt ta thực mau trở về tới. Người một người ở chỗ này ngồi một lát trên bàn có thư, người có thể tùy ý lật xem. Nói, Phượng Vũ cũng mặc kệ hắn u oán, chạy nhanh đi ra ngoài. Phượng Vũ cùng quân lâm uyên đối thoại, ngoài cửa Thu Linh nghe rõ ràng. Đâu chỉ là Thu Linh, triệu ma ma thu thúc, mỹ nhân mẫu thân tất cả đều ở đâu tu linh bị dọa đến thanh âm đều mau phát không ra nàng chỉ là đơn giản lặp lại quân điện hạ quân điện hạ một bên nói một bên chỉ vào bên trong phượng vũ gật đầu đúng vậy hắn ở bên trong tiểu thư ngươi bị bắt cóc sao tu linh đều mau khóc nhà mình tiểu thư đối quân lâm uyên bình thường đều là kính nhi viễn chi sao có thể sẽ làm quân điện hạ vào phòng tu linh chính là liều mạng tánh mạng không cần cũng không thể làm tiểu thư bị hắn, khi dễ đi ta, ta Thu Linh nói liền phải vọt vào đi tìm Quân Lâm Uyên liều mạng. Tuy rằng nàng biết thực lực của chính mình, ở trí cao vô thượng trước mặt hắn, liền một con tiểu con kiến đều không bằng, đương nàng vẫn là muốn đua. Phượng Vũ vội ngăn lại nàng. Đúng lúc này, bên ngoài vọt vào tới một cái người, là Đoạn Triều ca nàng nói, tiểu vũ, ngươi phượng hoàng thần huyết sự, hiện tại bên ngoài người toàn đã biết ta phải đến tin tức thật nhiều đại gia tộc người mơ ước ngươi, đều nghĩ đến cùng ngươi cầu hôn đâu. Tả ra khẳng định cũng sẽ tiếp tục âm thầm hại ngươi, lần này tuyệt đối không thể làm cho bọn họ như ý, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đoạn chiều ca nắm tay, Thu Linh cùng triệu ma ma cũng gật đầu, mọi người đều tỏ vẻ sẽ không làm người khi dễ phượng vũ. Phượng vũ không đợi nàng nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến một đạo dồn dập tiếng bước chân. Tiểu thư, tiểu thư, đại sự A. Thu thúc bước nhanh chạy tới, hắn đối phượng vũ nói, đêm qua tả ra ra đại sự. Phòng ốc sập gần như một nửa, nghe chung quanh người ta nói, tựa hồ nửa đêm bị xét đánh. Phượng vũ đỡ chán, còn có, ngoài thành 30 dặm ngoại, có rất nhiều xe ngựa cùng hòm xiềng, xe mặt trên dán hì tử, hơn nữa, không phải một nhà, là vài gia. Đoạn chiều ca lập tức để đau, đây là tới nhà của chúng ta cầu hôn tới. Những người này, thật đúng là rủi bỏ giống nhau phiền nhân, đi chúng ta đưa bọn họ đánh ra đi. Tu Linh cùng triệu ma ma trong lòng âm thầm phát sầu, nhiều như vậy đại gia tộc chỉ bằng bọn họ vài người, nhưng như thế nào đánh a? À? Tu Thúc vội ngăn lại đoạn chiều ca, đoạn cô nương đoạn cô nương, ta lời nói còn chưa nói xong, ngoài thành những cái đó xe ngựa cùng hòm xiềng đều là ngã trên mặt đất. Như là bị người đánh cướp quá giống nhau đánh cướp quá. Phượng Vũ đỡ chán, nàng liền nói sao, quân lâm nguyên sao có thể cũng chỉ phách kia nhất kiếm. Tấu chương xong. Trường 2942 chẳng lẽ là ngự minh đêm làm ba. Liền tính hắn chỉ phách kia nhất kiếm, phong tầm bọn họ cũng sẽ không làm những người đó tới lại dễ dàng như vậy trở về, tất nhiên là muốn lưu lại một ít đồ vật. Đoạn chiều ca kinh ngạc thật đát bọn họ bị người đánh cướp. Tu thúc đúng vậy ta còn tự mình đi xem qua kia địa phương, hoặc liệt khai 10 mét khoan cái khe, mấy chục cây em trường. Đoạn chiều ca, này ai đào hố A à, tu thúc nghe nói không phải đào. Là bị nhất kiếm bổ ra. Đoạn chiều ca oa, à, đến tột cùng ra sao phương đại thần lại có như thế công lực. Không biết có không bái hắn làm thầy A. À. Trong phòng quân ngạo kiều có chút xấu hổ buồn bực lại có chút đắc ý. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, hừ hôm nay tinh vẫn viện tựa phá lệ náo nhiệt đại gia đang nói đâu phong tầm cùng huyền dịch cũng tới phong tầm một bộ chính mình thực mệt nhọc bộ dáng xoa xoa bà vai đấm đấm chính mình lão eo trong miệng còn không quên cùng huyền dịch nói tối hôm qua thượng nhưng mệt chết ta kia nhất kiếm a à, ta cùng ngươi nói phong tầm đoạn chiều ca tức khắc trước mắt sáng ngời nàng xông lên đi bắt lấy phong tầm ống tay áo vội vàng hỏi ngươi biết là ai đúng hay không tối hôm qua đem đưa xính lễ những người đó nhất kiếm bổ ra, ngươi biết là ai đúng hay không? Phòng trong quân điện hạ thức khắc khẩn trương lên. Khụ khụ, quân điện hạ cố ý nhắc nhở. Phòng tầm nội tâm lột bục một chút, quân lão đại chính là phân phó không thể nói, vì thế, hắn chỉ có thể đối đoạn chiều ca nói. Có thể nhất kiếm bổ ra như vậy cự ly xa, các ngươi đoán cũng đoán đến, còn cần ta nói. Lệnh hồ đại sư, đoạn chiều ca cái thứ nhất đoán phong tầm ở ngươi trong mắt lệnh hồ đại sư như vậy nhàm chán nga quản này đó phàm trần thế tục quân điện hạ mờ. phong tầm phản ứng lại đây hận không thể chụp chính mình một cái tát ai nha người kia dù sao các ngươi đều gặp qua ta nói hay không các ngươi thực mau là có thể đoán được ai bụng hào đói huyền tiểu tam đi 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 ăn cơm sáng đi huyền dịch yên lặng nhìn chăm chú phượng vũ liếc mắt một cái không nói một lời xoay người cùng phong tầm đi rồi Phượng Vũ cũng không có chú ý tới huyền dịch nhìn chăm chú, bởi vì nàng lực chú ý tất cả đều ở Quân Lâm Uyên trên người đâu. Đoạn chiều ca còn ở đoán là ai là ai, rốt cuộc là ai. Phượng Vũ, các ngươi yên tâm đi, sẽ không có người lại mơ ước ta Phượng Hoàng thần huyết sử. Tu linh kinh hỉ, thật vậy chăng? Tiểu thư đây là thật vậy chăng? Sao có thể đâu? Lúc trước ngươi là Phượng Hoàng thật huyết thời điểm đã bị người mơ ước, hiện tại là Phượng Hoàng thần huyết. Thật sự không có việc gì sao? đứng ở đầu tường thượng phong tầm còn không quên ném ra một câu tả thanh loan đều bị tấm cổ đi hòa bình thảo nguyên người nói có phải hay không thật sự nói xong thiếu niên tiêu sái nhảy xuống đầu tường không thấy bóng dáng tu linh kinh ngạc tả thanh loan thật sự bị đuổi đi những cái đó chán ghét thế ra cũng bị đuổi đi kia chẳng phải là nói chúng ta tiểu vũ thực thanh tịnh thực an toàn lạc rốt cuộc là thần thánh phương nào làm tốt sự không lưu danh Đoạn chiều ca tiểu vũ A, à, người này yên lặng vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp A, à? đáng thương đoạn chiều ca. Nàng còn không biết quân lâm uyên ở trong phòng đâu. Huống chi, liền tính phòng môn đóng cửa, điểm này cách âm đối quân điện hạ tính cái gì? Phượng vũ vô ngữ nhìn đoạn chiều ca, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Đoạn chiều ca nhìn phượng vũ, ngươi nói người này có thể hay không là ngự minh đêm A, à? này như là hắn có thể làm ra tới chuyện này trong vòng, nguyên bản khóe miệng đắc ý dơ lên quân điện hạ. Tấu chương xong. Trường 2943 quân KK4. Ghé vào ngoài tường phong tầm cùng huyền dịch đều thiếu chút nữa cấp chết. Bọn họ bận việc cả đêm kết quả công lao phải bị kia không biết ở nơi nào xuân minh đêm lấy đi. Vui đùa cái gì vậy? Phượng Vũ không chút để ý liếc chính mình cửa phòng liếc mắt một cái, đuôi mắt dơ lên, cũng không phải không cái này khả năng. Quân điện hạ, Phượng Vũ ngươi cái này người mù người mù người mù. Sinh khí sinh khí sinh khí. Tu ý cùng đoạn triều ca đều ở khen ngự minh giả, cảm thấy hắn lớn lên cũng hảo, tu vi cũng hảo, đối với các nàng gia tiểu Vũ cũng hảo Phượng Vũ mau không nín được vội nói. Cũng chưa chắc chính là hắn, nói không chừng là quân điện hạ đâu. Này sẽ là quân điện hạ tính cách sẽ làm ra tới chuyện này đoạn triều ca, nếu chuyện này là quân điện hạ làm, đầu của ta ninh xuống dưới cho ngươi đương ghế ngồi. Phượng Vũ, ngươi là thật không sợ chết đúng không? Tu Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng vội che lại đoạn triều ca miệng, hư hư đoạn triều ca, này có cái gì khó mà nói? Quân điện hạ đó là cái gì tính tình? Cao lãnh, ngạo mạn, tự cho mình rất cao. Tuy rằng thích chúng ta tiểu vũ, nhưng cũng là quát mắng. Đoạn chiều ca ngươi chạy nhanh đừng nói bậy. Phượng Vũ đều nghe không nổi nữa. Người hiện tại liền ở trong phòng đâu, ngươi là thật không sợ chết. Mà giờ phút này, Thu Linh đã chỉ vào phòng, ở nàng bên tai hạ giọng nói. Đoạn chiều ca hai trong mắt hoàng sợ. Nàng gắt gao chừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ đối nàng gật, đầu. Đoạn chiều ca ta lập cái đại sát đại buổi sáng quân điện hạ như thế nào sẽ tại đây? Thật là gặp quỷ. Ta 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 đi ngoài thành 30 dặm chỗ nhìn xem, ngự, ngự minh dạ kia phá thực lực sao có thể phách ra này nhất kiếm. Vô cùng có khả năng là quân điện hạ gặp chuyện bất bình một tiếng giống rút đao tương trợ chúng ta phượng tiểu vũ đâu. Ta đi rồi đừng đưa, hưu một tiếng. Đoạn chiều ca mông giống cháy dường như chuồn mất, nàng lao tới liền nhìn đến phong tầm. Mà rất xấu phong tầm dứt khoát dùng khẩu hình nói cho nàng một kiện càng đáng sợ sự thật còn thật liền. Là quân, lão, đại, làm, đâu phanh đoạn triều ca bị dọa vượng ở trong lòng ngực hắn mà giờ phút này phượng vũ đang ở đối thu linh các nàng công đạo quân điện hạ ở lại đã nhiều ngày đại gia nên làm gì làm gì không cần quá mức cố tình hơn nữa nàng cũng dùng khẩu hình nói cho đại gia chuyện này thật đúng là chính là bên trong vị kia làm ở triệu ma ma các nàng cảm động là lúc phượng vũ chạy nhanh lưu vào phòng phượng vũ tiến vào thời điểm cảm giác được toàn bộ phòng đều lãnh đến băng điểm cửa sổ thượng kết băng t hảo lãnh phượng vũ run lập cập quả nhiên trên giường thiếu niên kia đã khí thành một con tiểu khắc băng phượng vũ vừa rồi xác thật có điểm cố ý đề ngự minh giả cho nên giờ phút này phượng vũ lòng có điểm hư khụ khụ phượng vũ đi đến quân điện hạ trước mặt quân điện hạ xem đều không xem nàng quay đầu trong chiều phượng vũ sờ sờ hắn phía sau gối dựa đem gối dựa đều khí thành lạnh băng lạnh băng đây là có bao nhiêu sinh khí a phượng vũ đột nhiên cảm thấy chính mình thực làm biết rõ hắn dễ dàng như vậy sinh khí biết rõ hắn là lại đây cùng chính mình tranh công như thế nào có thể cố ý chọc giận hắn đâu chính mình chọc người còn không phải đến chính mình hống phượng vũ dùng tay dán quân lâm nguyên cái chán ra vẻ kinh ngạc hảo băng a à, ngươi sinh bệnh sao khí thành cá nóc trạng quân điện hạ lời nói đều không nói phượng vũ đây là thật sự tức điên đi quân lâm nguyên vẫn là không để ý tới nàng quân quân vẫn là không để ý tới nàng Quân ca ca, quân ca ca nha phượng vũ kéo âm cuối. Tấu chương xong. Chương 2944 Ngạo Kiều Quân Năm Nàng thanh âm vốn là mang điểm lô ly âm tục xưng mềm mùi âm, mang điểm đồng âm thanh âm kia kéo trường hơi kiều quả thực. Quân ca ca ngươi ngủ sao? Nguyên bản thở phì phì quân điện hạ, tức khắc phát tác không ra hắn kia giống cá nóc giống nhau tràn đầy khí, một chút rơi rớt. Phượng Vũ nhận thấy được quân điện hạ mềm xuống dưới, càng hăng hái. Ta cảm thấy không có khả năng sẽ là ngự minh dạ đi. Phượng Vũ gần sát quân lâm uyên bên tai, thanh âm mềm mại. Ngự minh dạ kia tu vi, rách tung tóe nơi nào có thể bổ ra như vậy khoan một cái nói. Tức giận quân điện hạ ở trong lòng đắc ý hừ lạnh chính là. Phượng Vũ, hơn nữa, nghe nói nửa cái tả ra đều bị hủy đi. Wow, người nói sẽ là ai đâu thật đúng là cực vừa lòng ta à quân điện hạ chôn ở trong ổ chăn tiệt thế dung nhan ngượng ngùng cười còn có thể là ai phượng vũ người biết không ta nhưng không thích tả thanh loan năm năm trước chính là nàng phế đi ta phượng hoàng thật huyết hừ tù này ta nhưng đều nhớ kỹ đâu quân điện hạ trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc phượng vũ người nói vị này không biết tên đại thần như thế nào tốt như vậy đâu ta đều còn không có ra tay, hắn cũng đã giúp ta báo một nửa thủ lạc. Quân điện hạ nhịn không được đáp ý, hảo tưởng đáp lời chính là bồn cung còn đang tức giận đâu. Quân điện hạ liều mạng chịu đựng, phượng vũ còn không có hống hảo, hảo đi chính mình làm quỳ cũng muốn tiếp tục hống đi xuống. Phượng Vũ đôi tay chống cằm thanh âm ngọt ngào, mang theo khát khao cùng hướng tới, lô ly âm manh đến bảo, hảo muốn gặp một lần vị kia vĩ đại, anh Tuấn, siêu cấp lợi hại đại thần đâu không biết đời này có hay không cơ hội có thể vừa thấy đâu. Đều đã khen tặng đến này phân thượng quân ngạo kiều chúng ta không sai biệt lắm điểm thôi đi. Phượng Vũ đuôi mắt ngó quân ngạo kiều liếc mắt một cái. Chúng ta quân điện hạ lúc này mới chậm gì gì từ lật nghiêng thân. Ở phượng Vũ hầu hạ hạ mới từ từ nhàn nhàn dựa vào cái đệm thường. Hắn ngạo kiều ngó phượng Vũ liếc mắt một cái người liền như vậy muốn gặp người kia. Phượng Vũ mắt lấp lánh, đúng vậy đúng vậy, gặp nhau đâu? Hắn giúp ta đánh chạy tả thanh loan, đánh chạy từ hôn người ai? Ta nhưng cảm tạ hắn đâu? Quân Điện Hạ đắc ý, hắn cũng không phải là vì ngươi. Phượng Vũ, đó là bởi vì cái gì? Quân Điện Hạ, hắn chính là tay ngứa đi. Phượng Vũ, ngươi như thế nào biết? Quân Điện Hạ tức khắc phản ứng lại đây, hắn biến xuẩn sao thế nhưng bị Phượng Vũ vòng mương đi. Bất quá, Quân điện hạ đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng, hảo ngươi cái phượng tiểu vũ, cư nhiên hoa si một cái không biết tên người ngoài. Phượng vũ cũng không biết vì cái gì. Trung quanh không khí đột nhiên lần thứ hai lạnh băng, dáng đến băng điểm. Phượng vũ. Quân tiểu làm lại bắt đầu làm. Hắn sụ mặt thực tức giận thực tức giận bộ dáng. Phượng vũ thiếu ra, ngài một ngày đến tột cùng muốn sinh nhiều ít cân khí. Phượng vũ ta làm sao vậy a? À? Quân tiểu làm hung ba ba chừng nàng, người cũng không biết e lệ sao phượng vũ quân tiểu làm ngươi có biết hay không một nữ hài tử quan trọng nhất chính là rụt rè phượng vũ ta quân tiểu làm tức giận chỉ trích nàng ngươi không rụt rè nếu cái kia đại thần không phải hắn kia nàng chẳng phải là hoa si người khác quân ngạo kiều lại tưởng để đao chém người bị máu chó phun đầu một hồi huấn phượng tiểu vũ ta 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 nhưng đi ngươi đại gia đi lão nương hống không động lạp tới một đạo xét đánh này chỉ trong truyền thuyết ngạo kiều quân đi Phượng Vũ đôi tay chống nạnh, khí liền đi ra ngoài. Tấu chương xong. Chương 2945 Tiểu Biệt Nữ Hòa Hảo 6 Quân điện hạ huấn xong lúc sau, lòng có điểm hư thấy Phượng Vũ thở phì phì liền phải đi ra ngoài, tức khắc nóng này. Từ trên giường nhảy xuống dưới liền bắt lấy Phượng Vũ. Phượng Vũ giận, buông ta ra, quân điện hạ không bỏ. Phượng Vũ, ngươi cho ta buông tay quân điện hạ bắt được liền không bỏ. Phượng Vũ, vậy ngươi vừa rồi huấn ta. Nói nói, Phượng Vũ vành mắt hiện lên một mạt sương mù. Nàng nhiều ủy khuất a à, thật vất vả hống hắn một chuyến. Kết quả còn bị hung ba ba đổ ập xuống một hồi huấn. Nếu không biết biết chính là hắn làm, nàng có thể biên ra những cái đó nói dối sao? Nhà nàng mỹ nhân sư phụ so với ai khác không lợi hại. Nàng còn cần đi sùng bái người khác. Hảo, sinh, khí. Quân điện hạ gắt gao bắt lấy nàng, mở u bàn tay màu xanh lá mạch máu đột bạo, sợ buông lỏng tay nàng liền đi không thấy. Quân điện hạ ta đó là ghen, nhưng lời này lại không thể nói. Quân điện hạ che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, còn có đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lan xuống, A à, Phượng Vũ tức khắc phản ứng lại đây, quân lâm uyên nội thương phi thường nghiêm trọng. Không phải theo như ngươi nói, muốn ở trên giường nằm ba ngày không thể xuống giường sao? Khi ta lời dặn của bác sĩ là vô nghĩa. Phượng Vũ đem quân Lâm Uyên ấn đến trên giường đi. Chờ nàng giàn xếp hào quân Lâm Uyên tưởng xoay người khi phát hiện chính mình đi bất động. Bởi vì người nào đó kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay chính túng nàng làn váy. Phượng Vũ, nàng liền như vậy chừng mắt hắn. Hắn tắc mắt trông mong nhìn nàng, ủy khuất chít chít. Phượng Vũ, đừng còn như vậy đáng thương vô cùng nhìn ta ta sẽ mềm lòng, sẽ mềm lòng, sẽ mềm lòng đát. Phượng Vũ vô ngữ nhìn trời, ngươi là cái sát phạt quyết đoán đại ma vương. Sát phạt quyết đoán đại ma vương, đại ma vương. Phượng Vũ giả bộ một bộ hung ba ba bộ dáng chừng quân điện hạ. Quân điện hạ càng thêm ủy khuất ba ba giống chỉ tiểu đáng thương, không cần đi thấy Phượng Vũ còn sinh khí. Quân điện hạ túi chút giận ngữ khí ta lần đầu tiên trụ nhà người khác. Cho nên, không biết Phụ Hoàng sẽ sinh khí đến là thời điểm, ngươi sẽ để ý ngươi vị kia Phụ Hoàng tâm tình hoàng tổ mẫu nếu đã biết sẽ thực lo lắng đi. Phượng Vũ Phượng Vũ nhớ tới quân võ đế lời nói, quân Lâm Uyên tuy nhiên đi khiêu chiến so với hắn cao vài tinh tả thành phong, hắn là thật sự không muốn sống a. À. Thái hậu lão Phật ra lấy hắn đương vận mệnh dường như sùng, nếu biết hắn bởi vì chính mình bị thương như vậy nghiêm trọng còn không được đau lòng chết a. À. Nghĩ vậy, Phượng Vũ tức khắc không cảm thấy chính mình ủy khuất tính cái gì, nhân ra chính là lấy mệnh đi đua cho nên, Phượng Vũ chừng mắt quân Lâm Uyên, có nghĩ thầm hỏi hắn là như thế nào bị thương, làm hắn chính miệng nói ra chân tướng, nhưng lại lo lắng hắn trả lời yêu cầu chính mình làm ra lựa chọn ai. Sau khi lớn lên sự tình thật sự hào phiền toái, nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn là tiểu bảo bảo. Phượng Vũ liền như vậy nhìn quân Lâm Uyên, quân Lâm Uyên cũng như vậy ngóng nhìn nàng trong không khí có tràn ngập khác thường ước số, mang điểm phấn hồng tiểu phao phao. Phượng Vũ phản ứng lại đây. Sắc mặt đỏ lên nàng xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Ta không tức giận, vậy ngươi còn sinh khí sao? Quân điện hạ mới sẽ không trả lời chính mình không tức giận, hắn chỉ biết nói sang chuyện khác. Ngươi trên chân giày thật xấu. Phượng vũ cúi đầu. Nàng ở nhà đều là xuyên nhà mình làm lông xù xù mềm như bông mùa đông dép lê, so cái này chiều đại giày theo nhưng hảo xuyên quá nhiều. Phượng Vũ, đây là ở nhà xuyên ở nhà mau nhung dép lê, ai ở nhà còn xuyên chiến ủng A, à, lại câu thúc lại kín gió, nhà của chúng ta đều là xuyên loại này dép co tẩn. Ta còn cấp tiểu thất thân thủ sau đã làm đâu, nhà các ngươi không có đi. Còn có hai chương bất quá muốn muộn một chút lạp ăn chút tiểu que nướng lót lót bụng trước tấu chương xong. Chương 2946 nàng tay khó coi. 7. Phượng Vũ đắc ý ngó Quân Lâm Uyên liếc mắt một cái, đây chính là thân là người xuyên việt kiêu ngạo đâu. Quân Điện Hạ nhìn Phượng Vũ, khoe ra, có ý tứ gì ngươi tự hành thể hội đi. Phượng Vũ, ách nếu không ta làm triệu ma ma cho ngươi làm một đôi. Quân Điện Hạ không cao hứng. Phượng Vũ, nếu không, hay xong. Quân Điện Hạ càng không cao hứng. Phượng Vũ, kia ta thân thủ cho ngươi làm quân điện hạ rốt cuộc lý nàng vẫn như cũng ngạo kiều vậy ngươi lấy tiến vào ở chỗ này làm bằng không ta cũng không biết có phải hay không ngươi thân thủ làm như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn đãi ở hắn bên người không đi rồi đâu phượng vũ cũng không biết vị này quân điện hạ cái gì tính tình lúc trước bị buộc phùng hai chỉ tiểu hoàng vịt hắn là biết nàng tay nghề như thế nào hiện tại còn bức nàng thân thủ làm mao nhung dép lê hắn đều không lo lắng xấu nàng sợ cái gì đâu nói làm liền làm Phượng Vũ làm Thu Linh đem làm mau nhung dép lê tài liệu lấy tiến vào. Thu Linh để ra cái rổ kim chỉ tiến vào, nàng cũng không dám xem trên giường ngồi ngồi quân đại ma vương thật đáng sợ. Thu Linh có chút lo lắng Phượng Vũ làm không tới, nhưng là cảm nhận được quân điện hạ kia lạnh băng hơi thở Thu Linh ném xuống rổ kim chỉ nhanh chân liền chạy. Mang môn thời điểm, nàng lấy hết can đảm xem xét liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, nàng thanh máu đều mau không giết người không chấp mắt quân đại ma vương cư, nhiên, xuyên, cay, sao, mềm, manh, ngủ, báo. Hắn thật là trong truyền thuyết vị kia cao lãnh ngạo kiều đến không ai bị nổi giết người như ma quân điện hạ. Cầu sinh dục cực cường tu linh nhưng không giống đoạn chiều ca như vậy đầu thiết. Tu linh không dám lại nhiều xem, càng không dám ngẩng đầu. Nàng tay chân nhẹ nhàng tướng môn mang lên, lúc này mới thật dài phun ra một hơi triệu ma ma các nàng đều thực quan tâm tình huống bên trong, mỹ nhân mẫu thân đều vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng. Tu Linh hạ giọng rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh, quân điện hạ không có sinh khí triệu ma ma không tin, triều ca nha đầu đều bị dọa thành như vậy đâu. Tu Linh rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh, quân điện hạ ăn mặc kia kiện con thỏ áo ngủ triệu ma ma khiếp sợ. Tu Linh, đúng vậy thoạt nhìn một chút đều không hung, còn thực đáng yêu đâu. Triệu ma ma, ngươi cùng triều ca giống nhau cư nhiên dám nói giết người không chớp mắt đại ma vương đáng yêu. Thu Linh chạy nhanh che miệng lại, liều mạng lắc đầu. Nàng chỉ là cảm thấy, điện hạ xem nhà mình tiểu thư ánh mắt, hảo mềm mại hảo lóe sáng một hồ ngân hà lộng lẫy muôn vàn quang mang cái loại này. Nàng đột nhiên liền cảm thấy, nguyên bản cao cao ở trời sinh thần chỉ, giống như liền như vậy bị nhà nàng tiểu thư kéo vào nhân gian đi một chuyến. Phòng nổi Phượng Vũ ngó quân Lâm Nguyên liếc mắt một cái ta nhưng cùng ngươi nói tốt tay nghề của ta trình độ thực bình thường. Quân Điện Hạ lại không phải chưa thấy qua. Phượng Vũ, ta chính là tưởng không rõ triệu ma ma như vậy tốt tay nghề, làm nàng làm đi, ngươi lại không vui. Quân Điện Hạ hung ba ba chừng Phượng Vũ, nàng tay khó coi. Phượng Vũ nha, ngươi ăn trứng gà còn chọn gà mái đẹp hay không đẹp đâu. Quân Điện Hạ thiếu chút nữa bị sặc tử. Phượng Vũ thấy quân điện hạ mặt đỏ lên, cảm thấy đắc ý, nhưng là loại này đắc ý cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không quân ngạo kiểu lại sinh khí đâu. Phượng Vũ đem nàng tâm cơ dùng ở mau nhung dép lê thường. Nàng làm hai chỉ cùng quân điện hạ áo ngủ cùng khoản mau nhung con thỏ dép lê, hai chỉ thật dài thỏ giấy lỗ tai lớn lên ở dép lê trên cùng. Chờ mặc vào sau, theo đi đường. Hai chỉ lỗ tai lắc qua lắc lại, miễn bàn nhiều đáng yêu. Quân điện hạ, Phượng Tiểu Vũ, ngươi có thể. Phượng Vũ đôi tay đem làm tốt xếp lê dâng lên, điện hạ ta xúc ngươi thử xem. Quân điện hạ cắn răng chừng mắt nàng. Đúng lúc này tấu chương xong. Chương 2947 sói xám tám. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tỷ tỷ, mẫu thân, Triều ca tỷ tỷ, Thu Linh tỷ tỷ, Triệu ma ma, Thu thúc, bên ngoài truyền đến tiểu thiếu niên kích động hưng phấn cùng với bước nhanh hướng trong nhà chạy thanh âm. Phượng Vũ nghe được thanh âm tức khắc kích động. Phượng tiểu thất đây là nhà nàng tiểu thất nhãi con thanh âm oa. Nàng có bao nhiêu lâu không có gặp qua nhà nàng tiểu thất nhãi con lạc. Nho nhỏ không lương tâm, nhưng rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Phượng Vũ lập tức ném xuống giày, hiu một chút người liền không ảnh, ngay sau đó, nàng liền cùng tiểu thất ở trong sân ôm thành một đoàn phải biết rằng, tiểu thất liền so phượng vũ tiểu một tuổi. Hai chỉ tiểu đoàn tử từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Bọn họ trải qua quá tốt nhất thời gian, cũng hoạn nạn quá nhất thảm thông lũng, trước nay đều không có tách ra quá. Lần này là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Phượng Vũ trong lòng cũng không biết có bao nhiêu tưởng niệm đâu. Kiếp trước nàng là cái không có cảm tình đặc công, nhưng là này một đời, nàng nội tâm thường xuyên sẽ trở nên thực mềm mại, bởi vì nàng có yêu cầu bảo hộ người nhà đây là nàng vẫn luôn kiên cường nỗ lực hướng về phía trước, biến cường nguyên thủy động lực. Người còn biết trở về A, à, Phượng Vũ nhìn tiểu gia hỏa trưởng thành, trường cao, thân mình giống trù mầm giống nhau trường lên, lập tức nắm hắn cục bột giường như khuôn mặt nhỏ. Bất quá nửa năm, tiểu gia hỏa biến hóa liền lớn như vậy. Tỷ, đau, đau Phượng tiểu thất vẫn luôn nhảy. Phượng Vũ hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, một thí nghiệm Phượng tiểu thất thực lực. Linh hầu cảnh thất tinh. Phượng Vũ khiếp sợ nhìn Phượng Tiểu Thất phải biết rằng. Tiểu gia hỏa này rời đi thời điểm, mới này ngắn ngủn nửa năm linh tinh, hắn tiến bộ giống như thần trở. Phượng Tiểu Thất lão sư nói ít nhiều tỷ tỷ phía trước đem ta thân thể ngao luyện hảo, một khi bắt đầu tu luyện, liền tiến triển cực nhanh đâu. Lão sư còn nói, ta hiện tại tiến đế quốc học viện đều không cần khảo, trực tiếp tiến chiến tranh học viện là được. Phượng Tiểu Thất đắc ý. Phượng Vũ, Phương Các Lão đâu? Phượng Tiểu Thất, chúng ta nguyên bản sẽ không trở về như vậy sớm, lão sư phát hiện Đông Tang quốc dị động, cho nên đi gặp bệ hạ làm ta trước về nhà. Đông Tang quốc dị động Phượng Vũ nội tâm bỗng nhiên có một loại không tốt lắm sự cảm. Bất quá dù sao hòa bình thảo nguyên thượng phong Bắc Vương đóng giữ, hẳn là không có việc gì. Phượng Vũ thực mau đem chuyện này xem nhẹ qua đi, nàng lôi kéo Phượng Tiểu Thất hướng trong đi, vừa đi một bên nói, tỷ tỷ cũng có lễ vật muốn đưa ngươi đâu, tới, há mồm. Phượng Tiểu Thất thực ngoan ngoãn hé miệng. "Tỷ, này thứ gì? Cảm giác có điểm tao khí." Phượng Tiểu Thất không dám nói thẳng, có điểm cất đái mùi vị. "Phượng Vũ, khụ khụ, dù sao là thứ tốt, nơi này còn có một lọ, ngươi lưu trữ chậm rãi dùng, chờ ngươi đến linh hầu cảnh cửu tinh thời điểm lại uống một lần. Khi đó liền có thể trực tiếp tấn chức đến linh vương cảnh, đều không cần tạp đốn." "Tiệt hay giả?" phượng tiểu thất kinh ngạc nhìn phượng vũ tỷ lão sư chính là nói năm đó chúng ta đế quốc học viện có linh ngọc quỳnh tương thời điểm phượng vũ không cần hoài nghi đây là linh ngọc quỳnh tương phượng tiểu thất khiếp sợ trường lớn đôi mắt ta đến tột cùng có một cái như thế nào thần tiên tỷ 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 người như thế nào đối ta tốt như vậy ồ ồ ồ ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chờ ta rất lợi hại rất lợi hại ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi không cho ngươi bị quân điện hạ kia chỉ sói sám ngậm tấu hư Tu Linh, Triệu Ma Ma. Tu thúc bọn họ đồng thời đối nhà mình tiểu thiếu ra làm im tiếng chàng. Phong tiểu thất ra một chút mê mang. Sói xám, giờ phút này, trong phòng mỗ vị đại thần. Âm chắc chắc tác động một chút khóe miệng. Tám chương thể lực hao hết. Ngủ ngon cầu phiếu phiếu lạp tấu chương xong. Trường chương tám vì cái gì nàng tâm đột nhiên có điểm hư một. Hư, mọi người đều lo lắng, liều mạng cấp phượng tiểu thất đưa mắt ra hiệu chính là thiếu niên vẻ mặt ngây thơ. Phượng vũ đỡ chán, sói sám hiện tại ở ngươi tỷ trong phòng đâu. Phượng tiểu thất lại không tin, ha ha ha, tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy làm ta sợ đâu. Ngươi còn có phải hay không tỷ tỷ của ta? Phượng vũ nghiêm túc mặt, hài tử, là thật sự. Phượng Tiểu Thất một bên hướng Phượng Vũ phòng đi, một bên hi hi ha ha tỷ, ngươi nhất định ở phòng chuẩn bị lễ vật chờ ta trở lại, liền cho ta một cái thật lớn kinh hỉ đúng hay không? Ta liền biết, tỷ của ta là khắp thiên hạ tốt nhất thần tiên tỷ tỷ. Phượng Tiểu Thất một bên vui vẻ nghĩ, một bên tay cầm then cửa. Giắc môn mở ra, ngồi ở đầu giường quân điện hạ buông xuống mặt hai tròng mắt híp lại, đối Phượng Tiểu Thất xả lên khóe miệng. Phượng Tiểu Thất ánh mắt cùng quân Lâm Uyên ánh mắt ở giữa không chung đụng chạm. Mẹ nha! Phượng Tiểu Thất thiếu chút nữa không bị dọa điên rồi. Hắn mau giống như một đạo gió lốc vèo một tiếng nhảy ra khỏi phòng, nhảy ra tinh vẫn viện, nhảy ra đường phố ta thích mẫu thân ai. Phượng Tiểu Thất vút ve chính mình cái chán, một chán hãn. Nhìn đến từ phía sau đi tới nhà mình lão tỷ, Phượng Tiểu Thất loạn trọng Phượng Vũ tỷ. Tỷ, đại ma vương vì cái gì sẽ ở nhà của chúng ta? hơn nữa vẫn là ở ngươi phòng. Ngươi bị đại ma vương ngậm đi rồi sao? Nơi này là người tới không người đường phố, Phượng Tiểu Thất cũng là bị dọa ngốc mới nói không lựa lời. Chờ hắn phản ứng lại đây, lôi kéo Phượng Vũ liền đi tỉ, chúng ta đi lão sư ra nói chuyện. Vì thế tỷ đệ hai trèo tường tới rồi phương các lão ra. Xem ra tới Phượng Tiểu Đệ thực sợ hãi quân lâm uyên, bởi vì trong mắt hắn, vị này đại ma vương không gì làm không được. Hắn vẫn luôn lôi kéo Phượng Vũ đi 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 đến khoảng cách nhà bọn họ xa nhất một chỗ gấp lúc này mới hạ giọng chất vấn Phượng Vũ tỷ hiện tại tình huống như thế nào a à? Phượng Vũ cái này, một chốc cũng nói không rõ. Bởi vì này muốn từ nàng cùng tả thanh loan nở cũng bắt đầu lời nói liền tương đối trường. Phượng tiểu thất ta thân tỷ a à ta hiện tại đều mau vội muốn chết vậy ngươi nói ngắn gọn. Ngươi hiện tại cùng kia đại ma vương rốt cuộc gì quan hệ? Gì quan hệ? mặc kệ phượng tiểu thất đem phượng vũ kéo rất ra muốn nghe đến người nào đó vẫn là có thể nghe được phượng vũ ách chính là bằng hữu quan hệ phượng tiểu thất ai nha ta thân tỷ tỷ ai bằng hữu quan hệ ngươi có thể để cho hắn ngủ ngươi giường phượng vũ cần cãi cọ phượng tiểu thất liền một đống lời nói tập ra tới ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta từ bên ngoài chơi trở về không có thay quần áo liền chạy ngươi trên giường Kết quả bị ngươi sách theo một đốn trừ, nói từ bên ngoài trở về không đổi quần áo không được ngồi ngươi trên giường. Phượng Vũ kia, kia hắn thay quần áo lạp. Phượng Tiểu Thất chua lòm, nhưng đó là ngươi giường ai, ngày thường liền ta tưởng ngồi một chút liền không được. Kết quả hiện tại mỗ chỉ đại ma vương công khai nằm. Phượng Vũ, vì cái gì nàng tâm đột nhiên có điểm hư? Phượng Tiểu Thất tiếp tục lên án, còn có kia kiện áo ngủ rõ ràng ngươi thân thủ làm cho ta, ngươi nói chỉ cho ta làm vì cái gì hiện tại mặc ở trên người hắn? Phượng Vũ Tâm càng hư làm sao bây giờ? Phượng Tiểu Thất càng nói càng ủy khuất tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích thượng kia chỉ đại ma vương? Phượng Vũ chém đinh chặt sắt không có. Phượng Tiểu Thất tìm tòi nghiên cứu ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Vũ thật sự không có. Phượng Vũ thật sự không có. Phượng Tiểu Thất lầm bầm lầu bầu. Lời này ta như thế nào nghe như vậy không tin đâu. Quân điện hạ mỉm cười, thỉnh tham khảo phố người hoa trả án một chương tử phong suy thoái cười tấu chương xong. Chương 2949 ta tiểu thất gia sẽ sợ ngươi khảo hai. Phượng Vũ, giống như nàng chính mình cũng có chút không tin. Phượng Vũ phòng nổi, mỗ vị trong truyền thuyết đại ma vương, một tay chi cầm nhẹ nhàng gõ, làm thâm trầm tự hỏi trạng. Hắn trong đầu đơn khúc vờn quanh kia một câu. Nhưng đó là người dường ai, ngày thường liền ta tưởng ngồi một chút liền không được. Kết quả hiện tại mỗ chỉ đại ma vương công khai nằm nguyên bản bởi vì phượng tiểu thất đã đến mà dẫn phát ban vị vũ trụ giấm vương quân điện hạ thế nhưng đắc ý dơ lên khóe môi. Quân điện hạ đối thượng phượng vũ, đó là thật sự sẽ biến thành chỉ số thông minh số âm ngây thơ thiếu niên. Đối tượng một khi đổi thành người khác. Quân điện hạ kia bình tĩnh lý trí khách quan cơ trí vô địch đại não liền bắt đầu lập cọc khởi động đi lên. Là muốn chụp chết này chỉ cậu em vợ đâu, vẫn là chụp chết đâu. Không, hắn không phải kêu chính mình sói xám sao. Vậy làm hắn cam tâm tình nguyện đem hắn tỉ tỉ ngậm cho hắn. Đối với quân điện hạ tới nói, ý nghĩ một đổi quả thực trời cao biển rộng phượng vũ cùng phượng tiểu thất thực mau liền nói thầm xong đã trở lại bọn họ hiện tại còn không biết bình tĩnh lý trí khách quan cơ chí vô địch quân điện hạ đã online phượng tiểu thất nhìn đến nhà mình nhóm đều không quá dám vào phượng vũ nhiều lần bảo đảm hiện tại quân điện hạ là một con không có móng vuốt quân điện hạ phượng tiểu thất mới miễn cưỡng không như vậy sợ hãi sau khi ăn xong trong phòng quân điện hạ đọc sách phượng vũ đang ở lựa thảo dược nàng phải cho quân lâm uyên luyện chế chữa thương đan dược đã nhiều ngày nàng vẫn luôn dùng trị liệu sư lục quang trị liệu hắn nội thương hiệu quả có nhưng không phải quá rõ ràng cho nên phượng vũ quyết định luyện chế một quả nửa bước thần cấp đan dược nàng tạp ở hoàng cấp đã thật lâu nếu là có thể thành công nói quân điện hạ thương là có thể trước tiên bị trị hết dược liệu tuy rằng chân quý nhưng phượng vũ hiện tại tay cầm thái tử phủ tài nguyên thực dễ dàng liền xứng đầy đủ hết quân điện hạ buông thư giống như lơ đãng hỏi phượng vũ ngươi đệ để, để đã trở lại Phượng Vũ ân tiểu thất nhưng lợi hại, hắn phía trước bị ta đè nặng không thể tu luyện, chờ hắn thể chất biến thành huyền linh thân thể sau lại tu luyện tốc độ phi thường mau. Hiện tại đã là linh hầu cảnh thất tinh. Phượng Vũ còn không quên thêm một câu tiểu thất là chúng ta trên phố này nhất định nhãi con. Quân Điện Hạ đột nhiên không có tâm tình nói chuyện là chuyện như thế nào. Quân Điện Hạ, ngươi đi luyện dược đi. Phượng Vũ, vậy ngươi bên này xác định không thành vấn đề ta đại khái yêu cầu hai ngày mới có thể ra tới quân điện hạ gật gật đầu chờ phượng vũ đi vào luyện dược sau quân điện hạ ánh mắt nhìn phía đứng ở ngoài cửa sổ cách đó không xa trộm dùng ánh mắt đánh giá chính mình phượng tiểu thất lại đây lãnh lãnh đạm đạm thanh âm nhìn như lơ đãng nhưng uy hiếp lực ai bị uy hiếp ai biết phượng tiểu thất nguyên bản liền kính sợ quân điện hạ nào dám đi xoay người liền muốn chạy chính là hắn thân mình như là bị trói buộc giống nhau, vừa động đều không động đấy. Phượng tiểu thất muốn khóc, tỉ tỉ gạt người, nói tốt đại ma vương móng vuốt không động đậy đâu. Cuối cùng Phượng tiểu thất chỉ có thể ủy ủy khuất khuất vào phòng, cũng không biết đại ma vương muốn như thế nào làm nhục hắn đâu. Hừ, chờ tỷ tỷ ra tới, tỷ tỷ sẽ giúp ta báo thù. Tiểu thất tử ở trong lòng dũng cảm hò hét. Tiểu thất nhãi con nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên khảo sát chính mình công khóa. Khảo, sát tự, mình, công khóa. Tiểu thất nhãi con nội tâm tiểu thất nhãi con đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tiểu thất gia khác có lẽ sẽ sợ, nhưng là gần nhất nửa năm nhiều, hắn đi theo phương các lão bên người, học tức hiểu biết ngày càng tinh tiến, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Ta tiểu thất gia sẽ sợ ngươi khảo. Tấu chương xong.